Hello，你好。Hello，xin chào。Cậu á. Xin chào, xin chào. Xin mến chào đại gia đình nhà mình nhé. Nghe không? Hello, hello, xin chào. Ở đây có một đóa hoa hồng. Có một đóa hoa hồng và đổi vào một hoa hồng. Còn cái này là gì? Này bao nhiêu lâu chưa gội đầu nhưng mà tâm xỉ răng không vậy nè, đã vậy còn không có răng nữa, răng gì kỳ vậy nè, trời đất ơi, này bao lâu chưa gội đầu rồi, ôi trời mẹ ơi cứu con, cứu tôi, đối xử tùy tại đối xử, tùy tại, trời đất ơi cứu tôi. Này là gì? Ồ, đỏ thế. Này bông. Tiền không phải là vạn năng nhưng không có tiền thì ngứa cái đầu, thì rất ngứa cái đầu, đúng rồi. Không có tiền ngứa đầu dữ lắm. Hôm nay không có tiền cứ bắt đầu ngồi đứng nó gãi. Hôm nay không có tiền giờ ăn gì ta, giờ sao ta. Không có tiền giờ sao, đứng gãi đầu. Ai xin mến chào đại gia đình nhà mình nha. Khà khà. Xin mến chào Phương, chào Tiếp Phân nha. Mình muốn học nhờ muốn dịch tiếng Trung sang tiếng Phúc Kiến. Có app nào không? Không có app nào hết. Không có app nào mà có thể dịch từ từ tiếng Trung sang tiếng Phúc Kiến được hết. Có cái bàn phím của họ, cái bàn phím có thể đánh chữ nhưng cái bàn phím đó Vân đã thử rồi, nó rất là khó luôn. Rất là khó làm luôn. Tới giờ thì Vân bỏ cuộc, không có lấy cái bàn phím đó nữa. Nó rất là khó cho nên là tìm. Hiện tại là họ chưa, họ giống vậy là hồi trước họ chưa có cái chữ riêng. Tiếng Phúc Kiến là chưa có cái chữ riêng. Về sau này từ từ họ mới ra được cái lỗ mà pinyin. Lỗ mà pinyin là phiên âm quốc tế giống như cái chữ A bờ cờ của mình vậy đó. Rồi sau này thì họ mới lấy cái chữ của tiếng phổ thông ghép vô thành cái chữ của họ. Chứ họ vốn dĩ không có cái chữ riêng. Họ vẫn vẫn tận dụng cái chữ phổ thông đó. Chữ phổ thông rồi đọc theo cái cách của họ. Chứ đâu có cái riêng đâu. Xin mến chào đại gia đình nhà mình. Gạt nút lại đi. Vốn lịch sự giờ hôm nay hở hở ra lại ổng không cho lên nữa. Nên có cái hoa. Có hoa màu hồng hồng. Đổi cái này. Xin mến chào đại gia đình nhà mình nha. Ê, mọi người đi đâu chơi hết rồi? Mọi người đi đâu hết rồi?
Tiếng. Đợi mọi người vô. Mọi người giúp Vân chia sẻ trực tiếp với. Các bạn giúp Vân chia sẻ trực tiếp với. Hello, xin chào. Vân bấm gửi lời cho ai đó. Vân bấm gửi lời cho ai đó. Bấm lầm nhầm á. Chi tú xiao. Tăng 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 tăng. Mọi người hôm nay có đi xem kịch xem gì không? Mọi người đi chơi hết rồi hả? Hay nay mọi người đi chơi hết rồi hả? Hay xin chào Hùng Ta Cơ Hào, Lê Đồng, cảm ơn em chia sẻ giúp chị nha. Chị ơi, làm nhà là làm ở nhà hay là làm xây căn nhà? Xây nhà gọi là cài phẳng zi. Ấy. Hi hi. 你好，你好, Hùng Ta Cơ Hào, 你好, cảm ơn, hey, cảm ơn em nha. Chạy tay tay tay. Lên đường mạng nó làm sao ta? 你好，你好, 大家好, 大家晚上好. Mọi người ăn cơm chưa? Cả nhà mình ăn cơm chưa? Nhà Vân vừa mới ăn xong luôn. Chiều dắt mấy đứa nhỏ đi bơi. Đi ra hồ bơi. Bơi mà xong rồi xuống xuống lai xong rồi mò tới mò lui. Tới 5 giờ mới đi. Đi ra hồ bơi bơi cái chơi gặp nó gặp bạn. Gặp mấy đứa bạn của nó. Không muốn về luôn. Kêu về ăn cơm không muốn về. Thường xuống nước rồi là rủ về không chịu về. Xong rồi đi mới đi ăn cơm. Rác người. Cái da mình bị rác hả? 皮肤刺刺的,刺痛 là cái bị rác, đau rác á. 皮肤刺痛. À, 皮肤刺痛. Còn nếu như mà cả cái người cảm nhận đó luôn thì mình nói 身体. 感觉身体的皮肤刺痛. À, 我的身体刺刺痛痛的 cũng được. Chị em hỏi chút hỏi đi em. Hỏi đi. Xin chào, buổi tối vui vẻ nha. Chào gia đình nhà mình, buổi tối vui vẻ. Ai. Cái này không làm được. Ấy xài. Điều khiển máy lạnh. Cái
bấm điều khiển, cái đó gọi là giảo không khí. Lần chi tờ giảo không khí. Lần chi tờ giảo không khí. Cái điều khiển máy lạnh. Ừ. Đang đợi người đến xử lý cái vấn đề sự cố công việc. Zài tẩn rỉnh lại xử lý. Tại bảy. Zài tẩn rỉnh lại xử lý. Wo men zài tẩn rỉnh lại xử lý. Xu xuyên vấn đề. Wo men zài tẩn rỉnh lại xử lý. Mình nói như thế ha. Thường nói chi thái yếu tiền vấn đề. Ví dụ máy móc đi. Chi thái yếu tiền vấn đề. Wo men zài tẩn rỉnh lại xử lý. Chúng tôi đang đợi người tới xử lý. Xin chào, buổi tối vui vẻ nha. Buổi tối vui vẻ. Sì. Sì. Già su. Chào, xin chào. Hình như mọi người đi chơi hết rồi. Buổi tối mọi người đi chơi hết rồi. Đi chơi hết rồi, nay Vân rảnh. Nay Vân rảnh. Xie xie. Em có tin nhắn nhưng khó dịch sang không ra được. Xin lọc ban mận hả? Tên gì? Tạ Kim Trúc. Tạ Kim Trúc. Vậy em gửi vô tin nhắn đi, gửi vô cho bên này cái tin nhắn riêng đi, lát nữa chị coi. Còn nữa ạ, chưa có ý kiến của người phụ trách, chúng tôi không dám làm. Mấy ổ phụ trợ rận tờ ý kiến. Phụ trợ rận mấy ổ chẳng hoa, wo men bu gan zuo. Phụ trợ rận. Phụ trợ rận. Phụ trợ. Phụ trợ. Phụ trách. Phụ trợ. Hôm nay có viết không? Muốn viết thì mình viết thôi. Mắt hai mí gọi là双眼皮. Xoang yên phí, mắc hai mí. Chào, xin chào. Xin mến chào đại gia đình nhà mình nha. Phụ trợ chơi chẳng tờ rỉnh. Tha mến mê hồ chẳng hoa. Tha mến mê hồ y chien. Wo mến bu gan zuo. Thông thường thì mình sẽ nói chưa có ý kiến, chưa có ý kiến. Thường mê hồ y chien. Mê hồ y chien là muốn làm gì làm. Ông ấy không có ý kiến, muốn làm gì thì làm. Còn thường nói là phụ trợ tờ rỉnh mấy ổ chẳng tao thì do dầm ở chỗ wo men dou bu gan zuo. Có nghĩa là cái người phụ trách không có nói rốt cuộc phải làm như thế nào, cho nên tụi tôi không dám làm. Chứ còn mà thông thường thì mấy ổ ý kiến, không có ý kiến là ông không có ý kiến gì hết á, làm cũng được không làm cũng được. Tha mấy ổ ý kiến ni yao zen me zuo shui bian ni, ông ấy không có ý kiến muốn làm gì thì tùy. Cái này là nó khác ha. Câu tôn si, cái từ tôn si là đồ đạc. Tôn si phân tại nã liệt, đồ đạc để ở đâu. Câu tôn si là câu gì? Câu, lấy cái đồ móc nó lên gọi là câu. Bà tôn si câu xì lại. Lấy cái gì đó móc đồ đạc lên, cái đó là bà tôn si câu xì lại. Quan sát hào. Xin việc làm. Thường nói là chào công chua. Chào công chua. Thái bẻ phần là thường nói bột năng. Bột năng nó cái loại thái bẻ phần này là người ta hỗn hợp các loại trộn vô rồi. Còn có một loại bột khác nữa. Thái bẻ phần thường gọi là bột năng ha. Câu này nói sao và viết thế nào? Chị ơi, câu này câu bên dưới hả? Khi cuộc đời cho ta trăm lý do để khóc. Khi cuộc đời Rèn sân kể hòa mệnh y bãi trộn khởi khu. 100 种理由可以哭. 人生
给我们一百种理由可以哭。啊，傻，傻là ngốc. À, xá, mọi đôi khi xá. Nhị cháu xá. Cái gì? Bạn gọi cái gì? Xá này coi bằng cái nào ha. Nhị cháu xá. Bạn nói cái gì? Ê, xá, nhị cháu xá. Vậy ha. Còn nhị xá xá tờ, bạn ngốc quá. Ừ. Mua đất làm nhà nói sao ạ? Mãi thủ đi, cài phẳng zi. Mãi thủ đi, cài phẳng zi. Hãy làm cho đời ta có nghìn lý do để cười. Hãy làm, nỗ lực, xin nỗ lực công tác, rằng 我们, rằng 我们有千个理由可以笑. Cái này là Vân không dịch theo cái thơ, thơ tư tưởng gì hết nha. Vân chỉ dịch theo cái bình thường mà mình nói thôi. Không có dịch theo văn thơ nha. Thì hãy cho đời, thì hãy cho đời thấy ta có nghìn lý do để cười. Không phải hãy làm, mà đọc xong mà hãy làm. Thì hãy cho đời thấy ta có nghìn lý do để trợ cười. Câu trên là gì? Khi cuộc đời có cho ta trăm lý do để khóc. Nhân sinh kể của mình y bảy trọng lý do khởi khu. Nào của mình hãy chẳng nhận. Nào của mình nỗ lý răng ta khăn đạo. Của mình yếu y xén cơ lý do khởi xạo. Xế zi, đú su. Xế zi đú su, hả? Chị ơi, tự tôn xin là lòng tự trọng. Tự tôn xin. Bực bội. Bực bội à. Thường nói, chân là hẳn sân chị. Chân là hẳn sân chị. Tha răng của hẳn sân chị. Ông ấy làm cho tôi rất là giận, rất là bực bội luôn. Hoảng đảo. Hoảng đảo là hoảng gì? Hoảng đảo. Coi cái chữ nào. Để chị bấm ra thử coi. Em muốn nói hơ quăng. Hơ quăng hoảng đảo. Hoảng đảo. Hoảng đảo chỉ tìm đâu ra đâu. Hoảng đảo, thảo, hoảng đảo, hoảng đảo. Hôn đảo thì có. Ngất xỉu. Hôn đảo, ngất xỉu. Hôm nay mạng nó có bị gì á. Có sĩ hoan tụ xua hả? Chửi bới, ma. Ma. Thường bỉa loạn ma. Đừng có chửi bới tùm lum. Nhi bỉa loạn ma. Nhi nâng xô ý chuy, nhi hẳn xoài mà. Nhi hẳn xoài. Hẳn xoài à. Có sư hủ mấy khăn đâu nhi à. Tầm mà chứ đạo nhi xoài bù xoài. Yên gai hẳn xoài. Nhi sư nữ tạo phiên sư hẳn hải hoàng mà. Cảm ơn em. Hey, cảm ơn. Thá trần thiên cho nam em ma ma ma. Nguyên ngày ở đó mà chửi bới em xùm. La mắng em xùm. Trần thiên cho nam em ma ma ma. Chứ thì hình sinh chi thiệt là rất là giận luôn, rất là bực bội luôn. Chứng minh tài sản, giao tài sản chân miệng. Tài sản chân miệng. Máu nhiễm mỡ thường nói là xế dự phẳng. Xế dự phẳng. Ngồi tù là chua lão. Chào Vân Anh. Sống gia trưởng, những người mà gia trưởng thường gọi là ta nản rộn chủ y. Ta nản rộn chủ y. No. Nãy ăn trễ quá. Ăn trễ mà ổng còn rủ đi ăn lẩu nữa. Cho nên là trời ơi, ăn không kịp chạy. Mấy bữa nay mạng hình như nó có vấn đề sao á. Con thấy cái đường mạng như có vấn đề. Trời ơi. Xin. Là gì?
大人là người lớn. 我们都是大人了. Chúng ta đều là người lớn rồi. 我们都是大人了. Xin chào cô giáo tốt bụng nè. Xin chào Minh Vân Anh nha. Hey. Bằng hoa bùi. Cái từ này là tiếng thông Phúc Kiến rồi. Mà cái nghĩa, cái đang nói cái từ nào đây? Bằng hoa bùi. Có nghĩa là giúp tôi mua. Đi bằng hoa bè hô bò. Chỉ cả khi bằng hoa bè chị quanh á. Ví dụ, hoa tàu yếu bộ à. Nước tương của tôi hết rồi. Đi bằng hoa khi bè chị quanh hô bò. Bạn giúp tôi đi mua một chai có được không? Bình có được không? Bằng hoa bùi. Phố phố ma ma cũng có thể nói lề mề. Lề mề phố phố ma ma tờ. Bị ra đa bên khu khu thị thị phố phố ma ma tờ. Đừng có đứng khóc lóc mà lề mề nữa. Tôi nghĩ đó. Em ơi, lương cứng tôi được chi trả bao nhiêu? Lương cứng là lương sao ạ? Lương cố định đó hả? Chi bình xin suệ. Nhìn chi bình xin suệ bằng hộ phu tố sao? Mạng từ bữa công ty Facebook bị hack, em thấy trục trặc nhiều. FN của em giờ nó có kêu đăng nhập hại hả? Mấy bữa nay mạng có vấn đề gì á? Cái bên này vẫn thấy hôm nay tin nhắn đồ nó cũng vấn đề tùm lum hết á. Mấy bữa nay đường mạng có vấn đề gì? Thấy có rất là nhiều từng vấn đề về các công ty này luôn á, cho nên là không biết có về chuyện gì nữa không. Cái công ty này người ta cũng lên thời sự nói luôn mà. Cho nên không biết có vấn đề gì không. Giả thông minh, khôn ngoan, thường nói là thông minh, thông khôn ngoan. Thông minh là khôn, hình quay là ngoan. Giả thông minh là khôn lõi. Lãi nhảy nữa chị, lãi nhảy cũng được nữa. Kiểu như phổ phổ ma ma, mấy người hay cầm ràm rồi đó. Chẳng là gì vậy cô? Chẳng. Tiếng Phúc Kiến hả? Chẳng sao em cho chị có một chữ rồi, cho nhiều chữ vô. Chứ nhiều tờ nhiều cái nó cùng âm mà sao chị đoán được. Chẳng. Có một chữ chị đoán không ra đâu. Nói lại cho em với, nói lại câu nào. Chị, mình làm công ty nói tiếng Hoa sao chị? Mình làm công ty, nói là 在公司上班. Ê, 我在公司上班. Em hỏi lương cứng của em. 我基本,我底薪 cũng được. 我底薪怎么算? Ê, 我的底薪怎么算? 我的基本薪水怎么算? 我的基本薪水怎么算? Chẳng hả? Chẳng rồi gọi là bãi. Bãi. Chẳng gọi là bãi. Còn mà tiếng Phúc Kiến thì gọi là bề xịt. Tiếng Trung gọi bãi sơ. Tiếng Phúc Kiến gọi là bề xịt. Bề xịt. Cài đặt gọi là sơ tinh. Sơ tinh. Nì băng của sơ tinh đi xa khởi mà. Nì băng của sơ tinh đi xa khởi mà. Bạn giúp tôi cài đặt một tí có được không? Tết tôi muốn về nhà. Qua niên, 我想回家. Bạn có thể cho tôi về bao nhiêu ngày? Nì khở yì kế wo hồi chù jì tiên. Qua niên, 我想回家. Nì khở yì kế wo hồi chù jì tiên. Nì khở yì kế wo hồi chù jì tiên. Qua niên, 我想回去. Nì khở yì kế wo hồi chù jì tiên. Hả? Trăng lãng, có nghĩa là con gián hả? Trăng lãng, cà dọa là con gián, đúng rồi. Trăng lãng là con gián, cà dọa là tiếng Phúc Kiến, cà dọa. Y thia bộ là gì? Y thia bộ có nghĩa là anh ấy nghe không hiểu. Y thia bộ là, đi mai cãi con, y bộ lấy cả con khắp bà nè. Y tua lại tài quản bộ đồ cu, anh ấy con chiều kinh à, y thia lông bộ. Mượn gọi là chia. Chia, 有借有还，再借不难. Có vay có coi như có vay có trả, mượn nữa không có gì khó khăn. Sao mấy em không thấy thông báo gì, cứ ngồi chờ thông báo hả? Mấy bữa nay không biết chị thấy đường mạng sao sao á. Sau này nói thế nào?
以后, sau này hả? Sau này gọi là 以后, 以后. Giấy tờ thì gọi là 证件文件, đều có hết. 证件文件. Ê, đi lắm, hẳn phí. Nhi hẳn phí á. Nhi chốc phí á. Nhi thay phí lô. Lì lắm nha, lì lắm lắm nha. Ừ. Theo dõi gọi là 追踪, 追踪. Ừ. Hảo, nói chuyện khéo léo. 讲话 hẳn, thường hẳn hơi 讲话. Tha hẳn hơi 讲话. Ừ. Dưỡng mà chồng của cô. Dưỡng mà chồng của cô thì mình gọi là gì? Cú trăng. Cú trăng. Mà dưỡng chồng của gì thì gọi là ý trăng. Ý trăng. Chỉ cần nhớ gì là đọc ý. Chồng của gì? Ý trăng. Thêm chữ trăng. Đại trưởng phu từ trưởng đó. Ý trăng. Còn chồng của cô thì nhớ cô là cú cù là cú. Lấy cái chữ cú trăng. Cú trăng, ý trăng là được rồi. Ê, cô giáo biết nhiều tiếng quá, xin cảm ơn. Thanh toán gọi là chế trăng. Mài tan. Để được hết, chế trăng, mài tan. Mài tan, ừ, mài tan. Hảo, ní hình băng. Ní hình băng có nghĩa là rất là giỏi. Bạn rất là tuyệt, rất là giỏi. Ừ. Thiếu hụt nội tiết tố, chuyên sọ. Chuyên sọ, này phần mi thường nói chuyên sọ. Cái nội tiết tố là nó có nghĩa là nội cái nội tiết tố này còn mang nghĩa hóc môn nữa đó. Này, tra cho cùng, cho truy ra cho cùng là thiếu hóc môn, thiếu nội tiết tố, thiếu nội thiếu hóc môn thì bên này gọi là chuyên sọ này phần mi thường nói chuyên sọ hở mộng. Hở mộng, chuyên sọ hở mộng, thiếu hóc môn. Ừ. Chuyên sọ hở mộng. Hôm nay sinh nhật của tôi, 今天是我的生日. 今天是我的生日. Vâng, cảm ơn chị. Hey, mình học huấn luyện môn bơi lội được không ạ? À? Bên này muốn làm huấn luyện viên bơi lội đều được hết. Và em có cái tay nghề, em có thể vào trong những cái nhà bơi á, em đăng ký làm trong đó dạy cho người ta bơi cũng được. Ở những cái nơi mà câu lạc bộ người ta có hồ bơi á, em có thể xin vô đó đi làm được nha. Nếu mà em là người có bên này, em lấy vợ lấy chồng bị bên này, em muốn vào cái hồ bơi em làm. Ví dụ như là những cái hồ bơi lớn á, người ta cần người cần huấn luyện viên dạy cho các bạn nhỏ nè. Em đang huấn luyện hả? Ở trong các hồ bơi đều cần người hết á, em có thể xin vô đó làm. Mỗi ngày chỉ còn dạy không? Mỗi ngày dạy hết. Thứ hai không dạy một hôm thôi. Một tuần họ dạy 6 ngày. Có sách học tiếng Thái gì không? Thật sức sách thì có. Ở bên ngoài sách thì có. À, nhưng mà phiên âm có không thì Vân không biết nha. Bé tờ. Chỉ tha tờ. Bé tờ, chỉ tha tờ giống nhau. Bố bố yêu chứ cơ. Bố yêu bé tờ. Bố yêu chỉ tha tờ. Bố bố ai chê đê. Bố ai bạc hàng. Bố bố ai chê đê. Ê, bố bố ai chê đê. Bố ai bạc hàng. Chê đê bố bố ai. Ừ. Bé tờ. Chỉ tha tờ. 这个我不要,我要别的,我要其他的, giống nhau ha. Thứ bảy chủ nhật thì chị dạy buổi tối như thế này. Thứ ba đến thứ sáu á thì chị dạy lúc 11 giờ trưa. Ha. Chợ đêm gọi là 夜市. 夜市. Ừ, 夜市. Tiền thâm niên là tiền gì? Tiền thâm niên là tiền gì? Tiền thâm niên. Tăng 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 tăng. Tiền thâm niên là tiền gì? Tiền phụ cấp á hả? Bù trù phê. Tiền phụ cấp gọi là bù trù phê. Ừ, bù trù phê. Thâm niên gọi là gì? Tự lực. 自立费啊, tiền thâm niên, 金钱之力, 金钱之力, tiền thâm niên, 金钱之力. Hảo, còn phụ cấp thì gọi là 津贴, 津贴, hảo. Ấy, cái gì? Chị ơi, tiếng Phúc Kiến, tiếng Thái gì? Hỏi nhà bạn ở đâu?
nói những người già nha. Bà ở đâu? Thì nếu mà gặp người già là người phụ nữ, mình nói ám à. Linh tao to tuổi. Ám à. Linh tao to tuổi. To. Linh tao to tuổi. Ám à. Linh tao to tuổi. Hoặc là linh tao tỷ tuổi. Nếu mà muốn dắt bà về, ám à. Linh tao tỷ tuổi. Qua cái đi xóa tân khỉ. Ám à. Linh tao tỷ tuổi. Qua cái đi xóa tân khỉ. Bà ơi, nhà bà ở đâu, tôi dắt bà về đó. Bảo lãnh. Bảo lãnh này là bảo lãnh từ trong đồn công an ra hay là bảo lãnh người nhà ở bên này. Bảo lãnh. Ví dụ, bảo ba bà ma ma lại Thái Quan. Bảo chính rẫn lại Thái Quan. Còn bảo mà trong công đồn công an bảo ra phải đóng tiền phạt, cái đó gọi là bảo sư. Bảo sư. Lưu ảnh chi là camera. Lưu ảnh chi. Chơi lì dù lưu ảnh chi ấy. Chơi đi yếu hẳn đua lưu yên chi ấy. Yêu sầu xin. Chào phá khoản. Ê, yêu chào phá khoản là phải đóng tiền phạt. Yêu chào phá khoản. Em muốn học bài bản làm như thế nào hả chị? Muốn bài học bài bản thì tôi học từ lớp 1 đi lên. Học từ lớp 1 đi lên, em vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài nha. Vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Ôi trời. Khẩu xiang. Sông xiang. Tôi要拍头像. Tôi muốn chụp ảnh chân dung nha. Pai zhao là chụp ảnh. Ren wu se yin. Nhiếp ảnh chân dung. Ren wu se yin. Bức chân dung lỗ. Là gì? Yin xiang, xiao xiang. Hoa xiang. Xiao xiang. Thông thường người ta sẽ dùng thổ xiang. Thổ xiang. Chân dung. Anh yêu viết sao chị? Anh yêu. Xin ai tờ. Xin ai tờ. Mình gọi bạn trai của mình hoặc bạn gái của mình. Em yêu ơi, anh yêu ơi. Xin ai tờ. Xin ai tờ. Xin ai tờ. Dùng cái từ này. Đối tượng là đối tượng. Ní dù mấy đối tượng à? Bạn có đối tượng chưa? Đối là đối. Xiang là tưởng. Đối xiang. Ní dù mấy dù chào tạo ní yào tờ đối xiang. Ví dụ ní dù ní yào chế huân là mày. Bạn muốn kết hôn chưa? Ní dù đối xiang là mà. Bạn có đối tượng chưa? Ní dù nam phận dù, nữ phận dù, chẳng nhàng tờ. Ní dù nam phận dù là mà. Bạn có bạn trai chưa? Ní dù nữ phận dù là mà. Bạn có bạn gái chưa? Ê, dưỡng mà chồng cô. Nhớ cô gọi là cu cụ. Chồng cô thêm chữ trăng vào. Cú trăng. Cú trăng. Còn gì gọi ai ý. Ý. Thêm chữ trăng. Ý trăng. Là chồng của gì? Ý trăng. Cú trăng. Tan sinh cậu là. Cậu là chó mà. Tan sinh là độc thân. Ý là người độc thân. Đơn giản vậy thôi. Và hãy sư tan sinh cậu. Và hãy sư tan sinh tờ. Tôi còn độc thân. Chịu khó. Chịu khó đi. Nói anh ta rất là chịu khó, tha hình chỉnh lão, tha hình, chua sư hình chỉnh lão. Anh ấy rất làm việc rất là chịu khó, chịu cực và cố gắng đó. Chóc gạo. Chóc gạo là chóc gì? Chóc gạo. Chóc gạo ấy, phải không? Chóc gạo ấy, lý chóc gạo ấy, có nghĩa là bạn rất là giỏi. Ê, lý chóc gạo ấy, hầm băng băng. Chóc gạo này có hai nghĩa. Một là đang chê khéo mình. Một là đang chê khéo mình, hai là thật sự khen mình. Điều là lý chốt gạo hay là cái nào câu này là không không phải khen là kiểu như là đang hách lại mình, kiểu như là mình nói ờ tôi vốn dĩ tôi rất là giỏi từ sao cái người kia tiêu là lý chốt gạo hay là cái khẩu khí này là không hay, khẩu khí này không phải là nói mà bạn rất là giỏi mà lại ngược lại ha, đang chê. Còn bình thường lý chốt gạo hay nè, cái này mới là khen, mình phải nghe cái ngữ khí.
À, cái này mới gọi là khen. Còn mà tiêu là đi cho gạo, đi cho gạo, cái này là không phải là khen. Ừ, ha, cho gạo là rất là giỏi. Em đi mấy năm rồi mà giỏi vậy em ở Đài Loan 20 năm rồi. Từ năm 2004 qua tới giờ đó. Em đi làm cái lá chịu chấn thả, chịu chấn thả mà em tra mạng không ra. Chịu chấn thả. Chịu chấn thả là rau quế. Chịu chấn thả là rau quế nha. Ê, chịu chấn thả, nó là rau quế. Chịu chấn thả. Chị ơi, muốn học tiếng Trung chị có dạy online trực tiếp. Online trực tiếp như thế này. Trình trang là hồi hộp, lo lắng. Ê, em ước được học, chị dạy học mỗi ngày. Thứ bảy thường là chị trả lời câu hỏi. Chứ bình thường là chị dạy viết, học theo sách lớp 1, lớp 2. Ha, dạy theo lớp 1, lớp 2. Rau má là chi xuế sọ. Chi xuế sọ. Ừ, rau má. Thường chị dạy theo lớp 1, lớp 2, sách giáo khoa hiện tại bên này đang dạy lớp 2, kỳ 2. Lớp 1, kỳ 2 ở bên Facebook có. Facebook cùng tên với cái này. Còn muốn học từ đầu đến cuối, có bài sẵn hết, rảnh lúc nào học lúc đó, vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Ở Đài. Ê, vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Ở Đài. Ừ. Khó tính thường cái người đó hình tha hình cơ xiên hình quy mẫu. Ê, cơ xiên hình quy mẫu, cái người đó rất là khó tính luôn. Cái màng che mũi gọi là quẩn trăng. Quẩn trăng nản sầu, khó chịu. Ủa xin thì hình nản sầu, trong lòng tôi rất là khó chịu, rất là buồn đó. Nản sầu, một là nó rất là đau, cảm thấy rất là khó chịu. Hai là trong lòng khi mình nghe được những cái gì đó, ai đối xử với mình sau đó mình cảm thấy rất là buồn. Một chữ tạo hình nản sầu. À, nản sầu nó có hai nghĩa ha, thật sự đau đớn và là một cái là đau lòng, một cái là đau ngoài da. Ừ. Để nói như người bản địa thì mất khoảng bao lâu ạ? À? Em phải cố gắng giao tiếp nhiều, học thêm biệt bản phát âm nữa, bản phiên âm nữa, rồi phải giao tiếp nhiều vào thì em mới có thể, ít nhất cũng phải 2 năm ạ. À. Ít nhất cũng phải 2 năm. Ở Đài nói tiếng Quảng Đông hay là tiếng phổ thông? Nói tiếng phổ thông. À, nói tiếng phổ thông. Có bằng lái nên chạy xe. Có bằng lái nên chạy xe. Có, không có bằng lái nên không chạy xe hả? Mấy ở chà chào, số mấy ở khai chơ. Ê, nếu mà lái xe, của mấy ở chà chào, số gì của mấy ở khai chơ. Còn chạy xe Honda, của mấy ở chà chào, số gì của mấy ở chỉ mô tô chơ. Của mấy ở chà chào, số gì mấy ở chỉ mô tô chơ. Ừ. Hảo, chị giỏi quá, có gì giỏi đâu em. Cố gắng lên học là được hết nha. Bạn kết hôn lần thứ mấy rồi? Ờ, đi chế hôn chỉ sư là. Đi chế hôn chỉ sư là. Ừ. Xin chào, em học không vô chị ơi, em học bạn chữ cái thử coi. Em kèm thêm bạn chữ cái em học thử xem. Các bạn ấy học, các bạn rất là mê luôn. Các bạn cùng học, Vân học hiện tại rất là mê luôn. Thậm chí Vân like bên này dạy viết bên này. Và tối Vân like bên Facebook, các bạn ấy cũng học cả hai bên luôn. Bên này Vân like lớp 2. Các bạn đã học qua lớp 1 rồi đó, các bạn cũng nhảy qua bên lớp 1 để học tiếp, để viết bài mỗi ngày. Thật chất khi đã học rồi rất là ham luôn, có thể làm thử nha. Học bàn chữ cái lên là dễ học rất là nhiều. Muốn học nhưng mà YouTube có phải là Hồng Vân Family Cuộc Sống Ở Đài không? Đúng rồi, Hồng Vân Family Cuộc Sống Ở Đài. Muốn học nhưng ngôn ngu hàng ngày. Em muốn học những ngôn ngữ hàng ngày hả? Ngôn ngữ hàng ngày trong sách đều có hết. Khi mà Vân viết cả một cái bài văn đó ra luôn. Và trong sách đều là những cái ngôn ngữ giao tiếp hết. Khi mà chúng ta viết cả một bài văn ra, nếu mà học trong trường á thì nhất định ngôn ngữ mà giao tiếp hàng ngày nhất định sẽ không đủ. Tại vì sao? Trong trường không cho chúng ta viết cả bài văn. Thời gian đâu mà cô giáo ngồi kèm cả bài văn để chờ chờ mọi người được. Thường đi học chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Một tuần học có 4 ngày, cấp 1 đó. Một tuần học có 4 ngày và một ngày có 2 tiếng à. Và cô giáo không ai mà có thể kèm cho chúng ta cả bài văn như thế này được. Vân kèm cả bài văn như thế này, các bạn mà học được một ngày một bài văn là bạn có thể giao tiếp rất là ngon lành luôn rồi. Tại vì cả một bài văn cái đoạn nào Vân đều giải giải ra từng chữ từng nghĩa của nó. Ha.
rộng rãi, chật hẹp, rộng rãi, thần hình khoan, hình khoan, hình khoan. Chứ cái phần trên hình khoan, hình ta. Cái phòng này rất là rộng, rất là to. Còn chật hẹp thì gọi là xá trải, xá trải. Chứ cái phần trên hình xạo, hình xá trải. Cái phòng này rất là nhỏ, rất là chật hẹp. Này. Bị cảnh sát phạt tiền, bị cảnh sát phá khoản. Bị cảnh sát phá khoản. Hey. Thế bắt đầu học từ lớp 1 đi lên nha. Nếu mà mới bắt đầu học thì nên học từ lớp 1 Hồng Vân Family, cuộc sống ở đài với kênh đó học. Hoặc có thể học bên kênh Facebook cũng được, Facebook phát trực tiếp. Hôm nay thứ bảy chủ nhật thì sẽ phát lúc 11 giờ trưa, 12 giờ trưa rồi. Hồi trưa này 12 giờ có phát rồi. Hey, thứ bảy chủ nhật phát buổi trưa. Còn thứ ba đến thứ sáu thì phát lúc 9 giờ tối đến 11 giờ bên Facebook nha. Hey. Em cũng đang học nhưng không biết có cái mẹo gì cho nhanh không. Chỉ viết và đọc mỗi ngày. Em phải cố gắng viết vừa đọc. Đó là cái mẹo nhanh nhất. Vì chúng ta đọc, bộ não sẽ giúp chúng ta nhớ lại. Bây chỉnh xã phá chèn cũng được. Học bắt đầu từ đầu, coi em muốn học từ bên Facebook cho nó dễ hay là YouTube gì cũng được. Này, YouTube thì có, Facebook thì có phát trực tiếp. Nhưng mà bài muốn tìm bài từ đầu tiên nó khó lắm. Tại nó không có danh sách phát giống như bên YouTube. Facebook nó không có danh sách phát. À, nó không có một cái danh sách phát như bên YouTube. YouTube này có một cái danh sách phát. Em vào cái em bấm vào cái danh sách phát đó là học được rồi. Danh sách phát. Bà đọc nhanh quá, bà bị điếu lưỡi. Đọc nhanh quá. Ê, qua năm sau em qua Đài Loan làm hả? Ừ, rồi qua làm đi em. Muốn học nhưng chị dạy từ mấy giờ? Thứ 3 đến thứ 6 chị dạy lúc buổi trưa 11 giờ ở bên kênh này luôn. Thứ 3 đến thứ 6 lúc 11 giờ trưa. Thứ bảy chủ nhật là lúc 9 giờ tối. Còn muốn học bên Facebook á, Facebook cùng tên với cái này nha. Em bạn thấy như cái tên đây nè, cùng tên. Nếu mà học bên đó thì lúc buổi tối 9 giờ đến 11 giờ, thứ ba đến thứ sáu 9 giờ đến 11 giờ. Thứ bảy chủ nhật 12 giờ trưa. Ê, tại vì là mọi người ăn cơm xong để dậy sớm quá mọi người chưa ăn cơm. Muốn học nhưng không vô được, viết nhiều vô, vừa viết vừa đọc, vừa viết vừa đọc mới có thể làm được nha. Em vô Facebook được không chị? Em không rành điện thoại. Vậy vô Facebook đi em. Vô Facebook được mà. Chị Mít học cấp khoảng bao nhiêu năm vậy chị? Mình học hết cấp. Nếu như mà mình đi vào trường học á, vào trường học á, người ta bên này là các em nhỏ phải học 6 năm. Ê, các em nhỏ bên này học 6 năm. Thì bên này chúng ta đi học bổ túc chỉ được có 3 năm thôi. Nhà trường dạy cho chúng ta có 3 năm cho chúng ta tốt nghiệp cấp 1 rồi. Sau đó chúng ta sẽ qua vào trường cấp 2 học thêm 3 năm nữa. 7, 8, 9. Bên này cấp 1 là từ 1 đến 6 mà. Nè, cấp 1 tiểu học đó. Tiểu học từ 1 đến 6. Cấp 2 từ 7 đến 9. Thì cấp 2 chúng ta sẽ được học 3 năm. Lên cấp 3 cũng 10, 11, 12 cũng 3 năm nữa. Thay vì các em nhỏ sẽ học 12 năm, chúng ta học có 9 năm là hết. Là được lên đại học luôn. Nếu như mà các bạn vào trường sẽ được vào đại học luôn nha. Family mua cà phê họ nói gì mà khuyến mãi để vô điện thoại, lý do gì? Ví dụ như em đi vô đó mày cà phê thì sở hồ thôi xua vô vô huê. Vô vô huê là thường là ba cái thẻ mà em có cái hội viên không? Em có thẻ có hội viên. Bây giờ là điện thoại đa phần các bạn bây giờ đi mua đồ á, cái phát phiếu á, cái pháp phiếu người ta sẽ, người ta nói chuẩn nỉ miệng hãy sự in xu lại cái tờ pháp phiếu thổn y pha theo đó. Họ muốn mình giấu ở trên, cất ở trong mạng, cất ở trên cái ấy á, trên không á, cất trong mạng máy tính của họ đó. Hay là mình muốn lấy cái pháp phiếu ra, nếu mà mình lấy pháp phiếu ra thì họ in ra cho. Còn họ nói chuẩn nỉ miệng mà, chuẩn nỉ miệng mà có nghĩa là cái pháp phiếu đó sẽ lưu trữ ở trong cái máy của họ. Mỗi lần mà chúng ta trúng thưởng họ cũng sẽ báo cho chúng ta biết. Nhưng mà chúng ta phải tải cái app của họ về. Family có cái app của Family. 7-Eleven có cái app của 7-Eleven. Tại vì phải cởi app về. Tại vì Vân Tết, đầu Tết năm nay Vân có trúng 4.000 tiền phát phiếu ha. Là cái tờ đó là được người ta cất ở trong cái máy vi tính đó. Khi mình mua đồ hôm bữa đó và trúng cái tờ trúng đó, Vân nhớ là mua một cái Putin. Mua một cái Putin bánh lăng ở bên này có 18 đồng hay nhiêu à, mà chúng được 4.000. Tết này vừa mới lãnh luôn.
Thì khi mà mình trúng á, thì mình đó là cái phiếu người không phải là người ta cho mình để cầm về, mà là cái phiếu mà Vân đã cất giữ ở trong máy của họ. Vân kêu khỏi in ra, chuẩn email cho họ. Có nghĩa là khi Vân mua đồ, cái phát phiếu đó người ta sẽ cất giữ trong đó. Rồi nếu mà trúng thì người ta sẽ báo lên cái app trên điện thoại của mình. Thế là mình đi lãnh tiền thôi. Ha. Vì thế mà các bạn mà muốn ấy được á, cái này là phải 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 làm một cái video nói ra mới được nè. Còn muốn mua cà phê mà người ta nói có vô huay á, người ta thường là coi người ta cất ở trên cái app đó hay coi mình hay gì. Thông thường mà có cái app đó rồi là chúng ta sẽ không cần lấy cái giấy gì nữa hết. Ngày xưa hả, cộng điểm cứ xin cái điểm về dán 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 quá trời luôn. Rồi giờ là người ta không có coi mình dán nữa, dán là nó rớt hết trơn cũng vậy à. Người ta trực tiếp cất ở trong cái máy vi tính của người ta. Nếu mà người ta hỏi mình chuẩn niệm em mà, thì nếu như em không muốn lấy về em nói ở chuẩn niệm em, trúng thưởng người ta vẫn báo bình thường nha. Trúng thưởng người ta báo qua app cho mình luôn, nhưng mà phải tải cái app đó về. Seven là tải của Seven, Family là tải của Family. Nó nếu mà nó có cái một cái vô hồi của họ, ví dụ họ nói mua một ly cà phê được thưởng một cái phiếu khuyến mại gì đó, lần sau mua nữa sẽ được không tốn tiền, hoặc là mua một tặng một, thì chuẩn đi mẹ, chuẩn ra sổ chi đi mẹ. Ê, là lần sau cầm cái điện thoại đó đi quẹt thôi. Hoặc là khi em mua hàng ở ở May Tăng Lão đó, ở ba cái gà rán gà đồ KFC đó, thì em mua cái đó thường là người ta tặng cho em một cái phiếu uống cà phê miễn phí ở Seven hay là Family. Thì ở trên đó, người trên cái app đó người ta có cho em một cái đó, em chỉ cần cầm cái app đó đi ra. Nhiều khi người ta gửi qua Google nữa. Ê, Gmail chứ, gửi qua Gmail, sau đó em cầm cái đó đi ra mua cà phê không tốn tiền. Ha. Học phiên âm luôn á chị chứ không nhớ nổi, em học sách. Em học sách phiên âm luôn mà không nhớ nổi. Em học thử cái bên chị coi. Hay em lo qua đó nói không chị. Qua đây học, cứ học đi, em cứ qua đây đi. Tại vì sao? Ở đây có môi trường để cho em giao tiếp. Em nói tiếng Trung sẽ nhanh hơn khi em học ở Việt Nam nha. Ê, học không có đóng tiền. Học không có đóng tiền gì hết. Muốn học từ học viết và nói luôn, Vân dạy cả viết cả nói luôn. Xin Facebook học từ đầu ạ. Vân học viết và cả học nói luôn nha. Facebook thì bạn cứ gõ cái chữ này lên lên đó. Facebook phải không? Gõ chữ này lên đó. Vân ghi mới lên đây, nó chạy chừng 1 phút. Các bạn gõ cái chữ đó lên trên đó là tìm thấy thôi. Ê. Sự chính là sự việc. Sự chính là sự việc. Người ta hay y là bao nhiêu tiền vậy chị? Y, người ta hay nói y. Y à? Y số tiền này lớn lắm á. Phải không? Y. Y là tới em tính đi. Y won là 1 vạn mà. Sử won là 10 vạn mà. Y bài won là 1 triệu mà. Y xem won 1 triệu nhân lên 10, 10 triệu mà. Y 10 triệu nhân lên thêm 10 lần nữa đi. Là nó ra à. Còn kêu đừng kêu chị Nhân không nói. Môn toán chị dở lắm. Nói về tiền là chị dở nhất. Kiếm tiền không kiếm chuyện. Hoặc chữ赚钱不找麻烦. 我来赚钱的，我不来找麻烦的。我来赚钱的，我不是来找麻烦的。Thật khá, bạn sợ quá quá. Cái việc mà cái bọn cái quán ăn chay của người mà lai hay người gì đó mở tại Đài Loan mà có người xảy ra chuyện đó, tội nghiệp cho cái em đó người Việt Nam. Em nói người Việt Nam mà không phải là công việc của em làm hàng ngày, em chỉ giúp người ta thôi. Em chỉ thay ca cho người ta cái bữa hôm đó thôi. Em đi làm thay cho người ta bữa hôm đó thôi đó. Mà trúng ngay cái ngày em làm, đúng là tội cho nhỏ. Phải chi đâu phải là nhỏ làm mỗi ngày ở đó đâu, nó thay thay ban cho bạn nó thôi à. Vậy mà nói. Để hôm nào chị làm cho. Chú xảo chi là thuốc diệt cỏ nha. Chú xảo chi. Tiền trách nhiệm. Ở Đài Loan đâu có tiền trách nhiệm gì đâu. Chó rừng chín. Chó rừng chín là tiền trách nhiệm đó em. Chó rừng chín. Chó rừng chuẩn bị chín. Bảo hiểm công sư. Bảo phê.
责任准备金，责任金，哎，责任金。Hello, em thấy âm shh, đọc nhẹ thôi, không cần cong lưỡi đúng không chị? Đọc nhẹ thôi, ép uống lưỡi nhẹ nhẹ thôi. Sh, sư, lão sư, lão sư, không cần uống cong, sư không cần. Lão sư, nhẹ nhẹ thôi, nó cũng hơi uống nhưng mà nó nhẹ thôi. Lão sư, công tác ổn định, công tác ổn định, ê, công việc ổn định. Xe gom rác, lơ sơ, lơ sơ chưa, lơ sơ chưa. Xe gầm rác. Em hỏi chút hỏi đi. Chắc tháng sau qua đi làm mà rồi chị, mà em không biết gì luôn á. Không sao đừng lo. Qua đi rồi đi làm rảnh thời gian học tiếng thôi. Chị ngồi đây mà. Bài muốn học từ lớp 1 đi lên có luôn. Em là phải học từ lớp 1 đi lên rồi đó. Cứ qua đi. Rồi nữa bài em muốn học bên YouTube hay là bên Facebook gì đều có bài hết. Ha, bên này không thể lưu bài dài được. Bên này chỉ có phát trực tiếp. Nhưng hiện tại lên lớp 2 rồi. Chị còn có Facebook và YouTube nữa. Em muốn học là có hết à. Và qua bên này mình có cái môi trường. Tại vì em qua đây em ít. Nếu mà em ở chung với người Việt á, mà chị em ngồi chung sống với nhau mà dùng tiếng Việt không á, thì nó chậm lắm. Thật sự nó rất là chậm. Phải chịu khó ra ngoài giao tiếp với người đài nhiều vô thì sẽ giúp cho chúng ta học được nhanh hơn nữa. Phải chịu khó giao tiếp nha. Nếu như em học xong mà em không giao tiếp đó cũng quên à. Tiếng Trung này thường là Vân mở ở đài là Vân hy vọng dành cho các anh chị em lao động và những cô dâu Việt giống như Vân như thế này. Thì hiện tại chúng ta mỗi ngày đều phải đối mặt với tiếng Trung hết. Mình học bảng chữ cái, mình viết chữ xong, mình còn nói chuyện với chồng con mình và nói chuyện với những người công nhân, đồng nghiệp ở trong công ty sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nếu như các bạn ở môi trường có các bạn là về nhà có bạn Việt Nam ở chung phòng thì chúng ta cùng nhau nói thử xem. Chứ đừng nói tiếng Việt nhiều, tại tiếng Việt chúng ta đã biết rồi, biết rất là nhiều rồi, không quên được đâu. Hãy kèm theo tiếng Trung mỗi ngày để chúng ta có thể nâng cấp mình lên. Ha, phải đi giao tiếp với người đài nhiều vô. Em theo học 3 kênh luôn, cảm ơn chị nhiều. Hey, cảm ơn em nha. Facebook, đó, nãy chị ghim rồi đó. Hey, cố gắng học. Phu chuyển, phu chuyển, phu chuyển, phu chuyển là gì em ơi? Hey, Facebook nãy chị ghim rồi đó. Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài là kênh YouTube nha. Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Còn cái này ở đây. Đó, chị ghim lên trên đó đó. Hảo, Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài là kênh YouTube đây em. Chị cho em xin cái đường. Bên này không có cho được. Bên này không có cho đường YouTube được. Bên này không cho đường YouTube được nha. Em cứ qua bên đó gõ Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài là được rồi. Nước vệ sinh phụ nữ thường nói là phụ chế y. Phụ chế y. Phụ chế y. Chị ơi, em học mãi không nhớ mấy. Học nữa. Hồi đó Vân học 2 năm mà không nhớ được gì mà. Hồi đó Vân học 2 năm mà không nhớ được. Kể cả bảng chữ cái Vân cũng không nhớ luôn. Tới năm lớp 3 Vân mới kèm thêm ở nhà nữa. Tại vì trên trường người ta dạy với cái giới hạn của người ta. Người ta không dạy nhiều được. Cô giáo cũng rất cố gắng dạy và phát âm rất là chuẩn luôn. Nhưng mà đa phần chúng ta là người Việt không nhớ nổi. Cho nên là trong cái thời gian mà Vân giữ con á, Vân ở nhà Vân tra từ điển và làm rất là nhiều mới đó có được ngày hôm nay. Hồi đó Vân ở đài là Vân ở đài tới 8 năm. Sau đó đi ra ngoài làm 2 năm, 10 năm. Mà 8 năm đó là toàn nói tiếng Phúc Kiến. Lên Đài Bắc 2 năm, đi làm xong bắt đầu gặp ông Minh. Lấy ông Minh xong rồi hả, 2 năm sanh 2 đứa là tính ra 10, năm thứ 12. Năm thứ 12 rồi năm thứ 13 mới bắt đầu vào trường học. Thứ 13 hay năm thứ 14 gì đó mới bắt đầu vào trường học. Vào trường học thì bắt đầu tiếp cận cái bảng chữ cái mà. Tiếp cận bảng chữ cái xong là nghe cũng đâu có hiểu gì đâu. Cái bảng chữ cái không thuộc luôn á. Nghe không hiểu bảng chữ cái luôn và đọc có hả, không thể nào, tại vì những người Đài Loan người ta nói chuyện á, cái miệng, cái khuôn miệng người ta không có động nhiều, người ta động bằng đầu lưỡi bên trong không à, cho nên là sẽ không đoán được cái chữ nào. Khi cô rất là cố gắng đọc rất là nhiều lần rồi nha, nhiều lúc cô thi á, cô thi thử cấp sách lại, cô đọc cho mình viết, cô đọc cái chữ đó ví dụ như là chín nhịn, lúc này là rút cuộc là in in hay là yên ngờ yên, ngồi đó mãi cái chữ in in và yên ngờ yên làm mãi không ra. Rồi hoặc là sáo tạo, hai chữ vậy thôi, sáo tạo, ngồi viết sáo tạo, không biết chữ sáo tạo nào luôn để viết.
hoặc là bùa lăng. Cô đọc như thế để không gấp sách nha. Bùa lăng, ngồi viết gì đó mà cái phiên âm này ngồi nghe mãi không được. Sau khi Vân cảm thấy Vân cả 2 năm trời, có rất là nhiều bạn, không phải riêng một mình Vân đâu, rất là nhiều anh chị em Việt Nam đi vào học rồi hầu như ai cũng nói không hiểu, có nhiều người bỏ hẳn luôn, có nhiều người thì tốt nghiệp xong á vẫn nói không hiểu gì hết. Học xong 3 năm tiểu học biết viết mỗi cái tên mình, như chị Giang bán rau chị nói gì hoài. Trời đất ơi, còn Vân á, nhà là Vân là người vốn dĩ á, từ ở bên Việt Nam qua là Vân bắt đầu viết bằng báo nè, lấy báo ra ngồi viết nè, rồi coi tivi coi bằng chữ nè. Hồi đó Vân đi thi cái bằng lái xe hơi, bằng lái xe Honda, đều với lại cái bằng giấy chứng minh. Đâu có được đến trường, không có 72 tiếng gì hết. Toàn là đi ra ngoài nhà sách, ngay cái hu chân su sổ, sổ hồ chính á. Hu chân su sổ đó. Đi ra đó lấy cái cuốn sách 200 câu về luyện thi. Chứ Vân không có được đi học, hồi đó là ở với ba mẹ chồng, rồi đâu có ra ngoài, đâu có tối đâu cho ra ngoài đâu. Là thành ra là Vân lấy sách về, Vân coi, Vân luyện thi, vẫn thi được 100 điểm bình thường. Vẫn thi được 100 điểm, Vân là người nhớ mặt chữ, nhưng không biết viết nó. Vân có thể nhớ mặt chữ, tại vì cái viết cách viết của mình chưa vào trường, nó sẽ khác với vào trường. Vào trường viết đúng nét hơn, tại vì nhà trường dạy cho mình viết rồi, mình sẽ viết đúng nét hơn. Còn tự mình viết, mình chưa có được dạy bảo qua, tự mình viết nó lại không đúng. Nó không đúng nét và viết chữ rất là vuông, rất là xấu. Và tới khi Vân cứ mỗi ngày Vân cứ luyện như thế là thành ra là học ở trường xong về nhà cũng phải luyện thêm nữa nó mới được. Tuy rằng hồi trước là Vân đi thi các như là giấy chứng minh nè, xe Honda và xe hơi, tuy là được 100 điểm thì 100 điểm chứ, nhưng mà cái chữ Vân viết ra không được. Vân chỉ nhớ mặt chữ. Vân lấy cái cuốn sách là 200 câu, ví dụ 100 này coi cuốn này, cuốn thi chứng minh hay là thi xe Honda 200 câu, đem về coi, coi ngang qua thì được, coi ngang qua nhớ mặt chữ vậy thì được, chứ còn mà thuộc là không thuộc, viết ra là không viết được. Này, tới phía sau là vào trường xong rồi Vân mới cảm thấy là vào trường nó giỏi hơn, nhà cô giáo dạy qua sơ qua rồi bắt đầu mình cũng biết khái niệm về nó, về nhà mình tra từ điển, mình viết thêm, viết nhiều hơn. Cô không cho mình viết thì mình về nhà cái bài văn, ví dụ hôm nay học tới bài số 3 đi, cô chỉ cho viết cái phần nào, cô cho viết cái phần trong cái cuốn này, cái cuốn này, ví dụ bài số 3 thì các bạn đã biết từng viết với Vân rồi đó. Bài số 3 có bao nhiêu từ vựng thì chúng ta viết từ vựng ra thôi, đúng không? Có bao nhiêu từ vựng, ví dụ bài số 3 ở trong này người ta có 18 từ vựng đi, ví dụ có 18 từ vựng này thì trong sách kia thì 18 từ vựng được luyện cái đó thôi, ngoài ra là cái bài văn này không được luyện. Thế là Vân đi học về, Vân sẽ mở nguyên cái bài số 3 này ra, Vân viết hết nguyên cái bài số 3 đó, vừa viết vừa đọc, vừa viết vừa đọc. Cái phiên âm có thể là Vân sẽ đọc sai, tại vì Vân rời khỏi mái trường rồi, Vân về nhà rồi, sẽ không có cô giáo dạy nữa, thì có lẽ Vân sẽ đọc sai. Nhưng mà Vân đọc, Vân cứ phải cố gắng đọc. Và tới khi một ngày nào đó lên trường mà cô dạy tới cái chữ này là Vân nói, mình đọc sai, mình sửa lại. Thế là nhờ vậy mới nó ra được đó. Cố gắng viết mỗi ngày. Hồi trước là Vân đang dạy cho mọi người là mỗi ngày viết một bài văn, là chính Vân ngày trước ngồi thực tập mỗi ngày là cách đó đó. Trước là tranh thủ con đi ngủ một cái là bắt đầu viết, đợi con đi ngủ là bắt đầu ngồi viết, mình ngồi luyện từ chữ, vừa viết vừa đọc, vừa viết vừa đọc, vừa viết vừa đọc, cứ như vậy đó. Cứ viết ví dụ chải sơ quản của thì cái từ chải và phiên âm á, phiên âm ngoài ấy ra Vân còn lên trên cái YouTube á, lên YouTube gõ mấy cái phiên âm của người Đài Loan người ta đọc, gõ tìm mấy cái phiên âm, ví dụ sư, Vân sẽ tìm cái cách đọc của chữ sư, và Vân coi rất là nhiều video cách dạy của họ. Họ dạy họ không có thấy mặt, họ chỉ thấy cái khuôn miệng, bắt đầu họ đọc sư, họ có nói bằng tiếng Trung, họ nói cái lưỡi đặt ở đâu, cái hơi chạy ra như thế nào, mình bắt chước theo. Thế là Vân cứ phải tìm từ 37 chữ cái như thế, và cộng những cái âm ghép lại, Vân đều tìm từng chữ luyện mỗi ngày. Ở đó luyện ghê lắm. Cái mà Vân cần nhất, Vân là người rất thích học tiếng Trung. Vân luyện rất là dữ. Trời đất ơi, ai mà được đi chơi chứ. Bản thân Vân hả? Suốt ngày chỉ trong nhà. Này, bạn thì rất là nhiều mà cái tính suốt ngày ở trong nhà. Rồi suốt ngày ở trong nhà thì làm gì? Ở trong nhà mà không làm gì là buồn lắm. Trong nhà mà không làm một cái gì là buồn, vô cùng buồn luôn.
và hay nghĩ quẩn nữa. Ngày suốt ngày cứ nghĩ chồng đi với ai không à. Cho nên á, rảnh là cứ lấy sách ra ngồi viết, bắt đầu lấy từ, cái từ nào mà đọc không được. Vân là người rất kỳ cục, cái chữ nào mà Vân viết không được, Vân sẽ làm cho tới bến luôn, viết cho tới khi nó biết viết luôn. Còn cái chữ nào đọc không được, Vân phải tìm YouTube gõ tới cái chữ đó, tìm ra bằng được cái phiên âm đó, Vân mới buông. Vân không phải là một người là nhìn thấy cái chữ đó khó là Vân cho qua, không. Cái chữ đó khó viết, Vân luyện tới khi nào nó biết viết luôn. Cái chữ đó khó đọc, Vân sẽ tìm bằng được cái cách đọc của nó, tìm cho bằng được ra đáp án. Lần Vân là một người như thế đó. Cho nên là tới khi đó, Vân cứ đi học về, từ vựng cô đã dạy xong rồi mà. Cô dạy xong thì bạn biết đó, một bài văn như thế này mà học có 18 từ vựng, học tới chừng nào mới có. Học có 18 từ vựng khi nào mà chúng ta mới có thể có được bài. Cho nên á, các em nhỏ thì có 12 năm để học. Mình lớn rồi mình cần dùng gấp, mà đợi 12 năm sau thì làm gì có cơ hội mà đi học được nhiều. Lỡ sau này lớn, con lớn lên là phải đi làm thấy bà rồi, lấy đâu nữa mà được đi học nữa. Cho nên là ai làm gì làm, Vân về nhà là Vân mở nguyên bài văn đó ra, Vân ngồi Vân viết. Đợi Vân tí nữa đấy, thử xếp hình. Ê Hảo, học mãi không nhớ máy, phải cố gắng lên mới được nha. Tiếng Việt á, một là can, một là cho Vân cái gì, cho Vân tiếng Việt, hai là cho tiếng Trung nha, chứ không có cho phiên âm. Phiên âm nó nhiều chữ lắm, bạn cho phiên âm dịch ra không có đúng đâu. Ê Dịch ra nó không bao giờ đúng. Hai đứa nó về, nó ăn cơm no nó về rồi. Phân Ngọc Phân nha, Cáo Sụn Anna. Cáo Sụn Anna ơi, cái tên của em, cái đó ghi là Ngọc Phân. Ngọc Phân, em hay nghe nói mà sang lập tức liền. Ủa mà sang lại, tôi tới liền đây, tôi tới ngay đây. Ủa mà sang lại, thám thận, sân kiểm tra, vô mày quán chuyện rồi. Ủa tiền nè. Rồi, ở đây suốt ngày nó dụ ba nó đi mua đồ chơi. Nè, lại mua đồ chơi nữa. Cái này để làm gì? Hãy ở trong tiền sử Hay rồi à. À,玩具家里那么多了，还买，真是的。汤腾来了，肾脏检查，做肾脏检查。你说，哎，汤腾电池呢？我自己有电池，我是很多电池，在这边呢、肾，小声一点哦。哟，我会用。检查肾脏，我来。哎，检查肾脏。Khám thận cũng được, kiểm tra thận,检查肾cũng được, đều được hết. Muốn học giao tiếp nói và nghe. Bên lớp 1 nha, bắt đầu từ lớp 1 Hồng Vân Family cuộc sống ở đài. Khi nào bắt đầu like ạ? Like trực tiếp á thì thứ 3 đến thứ 6 bên này đều like hết. Thứ 3 đến chủ nhật chứ. Thứ 3 đến chủ nhật, thứ 7 chủ nhật là like buổi tối, thứ 3 đến thứ 6 là like buổi trưa 11 giờ. Còn muốn học từ lớp 1 mà có bài sẵn từ lớp 1 đi lên thì vào YouTube Hồng Vân Family cuộc sống ở đài, hoặc là vào Facebook cùng với cái chữ này đang có live trực tiếp lớp 1 ha. Chị không dạy một một vì chị không đủ thời gian, vừa coi con vừa dạy, một ngày live hai kênh. Live bên này buổi trưa mà, thứ ba đến thứ sáu là buổi trưa mà, thứ bảy chủ nhật là live buổi tối rồi, một ngày vẫn live hai lần. Rồi Vân còn phải ra video nữa và phải đi đưa rước con đi học và làm việc nhà nữa. Vân làm việc rất là nhiều luôn, cả ngày là Vân bận, từ lúc mà mở mắt ra cho tới 11 giờ đêm Vân mới đi nghỉ đó. Này, nhiều lúc buổi trưa thì con mắt nó mỏi quá rồi, làm xong trực tiếp xong nào rồi làm video xong, thường thường giờ cố gắng làm video buổi sáng để buổi trưa trực tiếp xong có thể đi ăn cơm. Đi ăn cơm rồi mắt mà mỏi quá thì đi ra ngoài chỗ chị Giang bán rau á, ra ngoài đó kiếm bả nói chuyện, hai chị em ngồi nói chuyện, với lại con mắt nó nhìn xa cho nó thoải mái, tối lai tiếp. Chứ hồi trước là lo làm, cắm đầu làm, cứ ngồi kiểu, làm kiểu như là ra từ vựng đồ này kia đó, làm đi con mắt nó mệt lắm. Đi khám mắt thì bác sĩ nói con mắt của Vân không cần đeo mắt kính, con mắt của Vân không có bị cận mà nó cứ bị khô. Và Vân có cái tật bị khô mắt, cho nên bây giờ phải nhỏ cái nước mà rịn con lây y đó,
cái nước mắt mà làm bằng nhân tạo đó. Giờ Vân phải nhỏ cái loại nước mắt nhân tạo. Tại vì có mắt Vân khô quá, Vân xài dữ quá, xài mắt dữ quá cho nên là nó bị khô. À, thành ra là bác sĩ nói Vân không có bị cận. Trời ơi, ông hỏi mà cái bảng mà cái chữ à, chữ cờ ngược đầu này, ngược đầu kia Vân chỉ được hết chân trời à. Nhiều lúc Vân ngồi Vân đoán luôn. Vân không biết Vân thấy không mà Vân đoán ai ngờ nó cũng đúng. Rồi Vân bác sĩ nói, ồ, y tiền lịn. Nhưng mà có cái mắt Vân nó là khô rồi thành ra Vân like xong ha. Cái Vân ra Vân không thấy cái mặt người ta. Vân ra Vân không nhìn thấy cái mặt của người ta. Vân thấy cái mặt bên trong, cái không thấy mà phải thấy bên ngoài không à. Tại vì mình ngồi mình chăm chú ngồi nhìn một cái máy ảnh như thế này. Và đôi khi Vân viết bài nữa, các bạn nghĩ là Vân ngồi Vân viết từng chữ rồi đó. Cho nên là mắt hơi mệt là lúc mà like xong khoảng 1-2 giờ là xuống mà trả lời tin nhắn, rồi là lúc 3 giờ mới đi ăn cơm. Đi ăn cơm xong cái ăn xong là chạy tới quán chị Giang ngồi. Dạo này hay ra quán chị Giang ngồi, ngồi nói chuyện với bạn hồi 4 giờ đi rước con. Có vậy đó. Chứ thằng thường đâu có lãnh đâu, đâu có ngày nào rảnh đâu. Buổi tối vui vẻ nha. Khi bắt đầu mình nên học ở trường nào? Trường tiểu học gần nhà mình nhất. Tới trường tiểu học gần nhà mình nhất mình đăng ký nha. Lấy hàng về bán đi chị còn đang dạy, chị không bán được. Chị đang dạy, chị dạy cho hết cho xong đi. Chứ chị đang dạy mà lấy hàng về bán, làm gì cục hứng hết. Làm gì không có đúng ha. Đang dạy mà tự nhiên bán hàng đó, mọi người cảm thấy à trời ơi, bà làm tới đây cái bà đâu qua đi bán hàng. Dạy chưa hết tới đâu hết. Không, Vân phải dạy cho xong đi. Tính sao. Kiếm tiền thu nhập hả? Mình trên tay mình đã có công việc mình đang làm dở mà đi kiếm tiền thu nhập kỳ lắm em. Làm cho xong hết mọi việc đi. Vân còn định dạy lên lớp 3 nữa mà. Vân còn định dạy mọi người lên tới lớp 3 nữa. Cho nên là hiện tại có rất là nhiều người kêu Vân lấy hàng về bán online đi. Không. Vân đang dạy mọi người tới lớp 3 nữa. Này, vì thế mà mọi người có thương Vân á, muốn cho Vân có tiền thu nhập, các bạn thử coi kênh YouTube. Thử coi kênh YouTube, không phải là coi không. Bạn coi giùm Vân cái quảng cáo luôn, thử coi có không. Nghe nói thì có đó, nhưng mà Vân chưa nhận được đồng nào ở bên đó hết. Có, ở trên đó có ghi trăm mấy đô, Vân chưa có nhận, Vân để đó luôn à, chưa có nhận. Nếu như bạn nào mà cảm thấy mà muốn cho Vân có tiền thu nhập, các bạn thử coi bên kênh YouTube á, các bạn coi giùm Vân cái quảng cáo luôn, thử coi có không. Tại vì Vân thấy cái video bên đó 3-4 tiếng, sợ các bạn ngồi đợi riết các bạn thấy quảng cáo các bạn lướt. Tôi thấy quảng cáo lướt. Mà thường lướt quảng cáo là đâu có được là lãnh tiền đâu, đâu có tiền lãnh đâu. Có như vậy thôi à. Vân sẽ cố gắng dạy cho mọi người tới lớp 3, lớp 4 gì đó, Vân sẽ dạy tiếp. Còn bán hàng online thì chưa thể làm được. Vì Vân không phải là người làm video giao chia sẻ về cuộc sống bình thường rồi thời gian khác mình rảnh. Vân không phải như vậy. Vân là một ngày like 2 lần, mỗi ngày đều dạy theo sách giáo khoa rõ ràng, không thể bán online được. Vì mình đang dạy trên sách, mình viết bài mỗi ngày mà lấy tự nhiên ngày hôm nay không viết nữa, lấy hàng online ra đây người bán. Nó rất là kỳ, làm không có đúng theo cái quy tắc, nó rất là kỳ, làm cho phải tới nơi tới chốn. Có vậy thôi. Còn bình thường mà bây giờ thì nghe nói là kênh YouTube thì có tiền đó. Nhưng mà phải coi quảng cáo mới có, lướt quảng cáo là không có. Cho nên là nếu mà các bạn thương thì các bạn coi giùm Vân quảng cáo là được rồi. Muộn rồi nói sao hả? Muộn rồi nói là thay hoàn lờ. Ê, thay hoàn lờ. Sào sân đi tiền. Sân luôn, nhìn hãy cho khăn sổ chi à. Chắc có chiên chiên tờ, chắc có hẳn nguy hiểm. Phan bên chư. Lần xí tả khai để liễu hàn lờ. Chế xả sầm mò. Được em đứng đắn con người của người Việt đó. Được em đứng đắn con người của người Việt đó. Cảm ơn Trường Vũ nha. Chị có dạy 1-1 không? Chị không dạy 1-1. Cô hèn là không có chữ G nha. Cô hèn cô sang là gì? Cô hèn cô sang là gì em ơi? Tôi muốn tăng ca, 我想加班. Lão bản, 我要加班. Lão bản, 我想要加班. Khởi bức khởi. Lão bản, 我想要加班. Khởi bức khởi. Ông chủ ơi, tôi muốn tăng ca, có được không á? Thảo kê, 我想要加班. Cá mây xài. Thảo kê, 我想要加班. Cá mây xài. Ê, chị ba là chị thứ ba của mình. Chị có da. Chị có da, có thịt luôn á.
Cất vô rồi. Dạo này nào có da cũng có thịt luôn rồi. Cái bụng có thể từng ngất rồi. Trung Quốc hay là Đài Loan? Chị ở Đài Loan nha. Chị ở Đài Loan, chị hiện tại đang ở Đài Bắc, Tân Bắc Đài Loan. Đau dạ dày, quay thông. Quay thông. Chị vừa thấy con chị lắp pin đồ chơi. Ờ, nó đang lắp pin. Cơ cơ phăng tờ, này quên cơ cơ. Nó đang lắp pin. Trang điện tử. Lắp pin gọi là trang điện tử. Chữ uống lời. Trang điện tử. Lắp pin. Trang hay là trang? Trang điện tử. Trang điện tử. Lắp pin. Chỉ số. Chỉ số là gì? Chỉ số là gì? 你们有听过急缩吗？没。冬瓜。我找不到。刚刚你放在哪里？妹妹去找了。冬瓜。这里啊。我想加薪，怎么当了？那你放在袋子里。我好了，小声一点。我想加薪，哎，我想加薪，怎么当了？任何一个人都不准进来，任何bất cứ ai。Cũng đều không được bước vào. Rên hở ý cơ rảnh tô bu chuẩn chinh lại. Rên hở là bất cứ một ai đó. Rên hở ý chén sư tô yào cân vô cầu thông, tô cân vô chẳng. Rên hở ý chén sư ni tô yào cân vô chẳng. Bất cứ một cái việc gì bạn đều phải nói với tôi hết. Làm xấu là làm sao? Trông xấu xấu đó. Thường nói là làm mặt xấu ha. Trông quỷ liền. Trong quỷ liền. Bình đựng nước gọi là suối thổng. Suối thổng. Rên sư. Wo rên sư ni. Tôi quen biết bạn. Ê, wo rên sư ni. Tôi quen gặp một người quen. Wo hào sang rên sư ni. Hình như là tôi quen bạn. Ê, còn rên chân là rất là làm việc rất là nghiêm túc chăm chỉ. Tha zuo shi hen ren zhen. Bạn ấy làm việc rất là chăm chỉ luôn. Tha zuo shi hen ren zhen. Rất là nghiêm túc chăm chỉ. Muốn học từ từ, muốn học từ từ thì học từ lớp 1 lên. Cũng không vội lắm. Em muốn học từ từ, không vội lắm. Học từ lớp 1 lên nha. Cảm ơn bạn chia sẻ cho mọi người cùng học. YouTube Hồng Vân Family, cuộc sống ở đài. Hồng Vân Family, cuộc sống ở đài. Là một clip hoặc nói về dụng cụ đóng cốp pha đi. Dụng cụ đóng cốp pha, anh cần những cái từ nào, anh hãy dịch ấy cho những cái từ bằng tiếng Việt ra đi. Tại vì biết sao không, em không có làm trong đó, cho nên em không có biết trong cái đó có những cái dụng cụ gì. Anh gửi cho em những cái từ tiếng Việt, ví dụ anh cần cái kéo, cái búa chẳng hạn, em giới thiệu thôi ha, giả bộ thôi ha. Ví dụ anh nói anh cần cái kéo nè, búa nè, bò lon, con tán gì đó, anh viết bằng tiếng Việt ra em dễ tìm. Chứ ngồi em suy nghĩ em cốp pha không biết cái cực. Tại vì em không có làm trong công ty đó, cho nên những cái anh cần có thể là em suy nghĩ không ra. Hả? Anh hãy bấm ra bằng tiếng Việt và anh dục vô trong cái video của em đi. Rồi em vô em coi. Ai pha. Ai pha là ý gì? Ai pha. Hai pha. Hai pha là sợ. Sợ hãi đó. Hai pha. Tha hình hai pha. Tha hai pha. Có nghĩa là sợ hãi. Đến trường tiểu học mình hỏi như thế nào? Mình tới cái phòng bảo vệ đó. Mình nói. Wo yao du bu xiao. Ê, ta cơ ni hào, wo yao du bu xiao. Ê, chào ông trước. Ta cơ ni hào, a bè ni hào, wo yao du bu xiao. Tôi muốn học bổ túc đó. Cái câu hàng gọi là gì ạ? Hàng này hàng gì? Hàng gọi là huo. Huo. Wo xiang jia gong zi được không? Được mà. Gong zi. Bên này sẽ nói wo xiang jia xin shui. Wo xiang jia xin shui. Chúc buổi tối vui vẻ. Cảm ơn em nha, Abu. Cảm ơn em. Jiang chân xin bù xin. Jiang xin bì xin. Jiang xin bì xin có nghĩa là suy bụng. Mình suy nghĩ cho người ta. Có nghĩa là suy nghĩ cho người ta. Mình cảm thấy ở cái địa việc này mình làm sẽ, đối với mình làm như thế này là đối với mình cảm thấy sẽ không tốt, không vui. Mình không muốn chuyện này phát sinh ra. Thì mình cũng không muốn chuyện này phát sinh ra ở trên người khác. Mình cái chuyện này đối với mình tác động với mình thì mình cảm thấy không vui rồi đó, mình sẽ buồn. Vậy thì mình sẽ không làm cái việc này với người khác, gọi là trang xin bị xin. Suy nghĩ cho người ta gọi là trang xin bị xin. Hảo. Thái hoàn lờ, đúng rồi, buổi tối thấy muộn quá rồi gọi là thái hoàn lờ. Tôi thử lòng bạn.
我试探你。哎，我想试试你，我想试探你。哈。Lớp 1 vào YouTube Hồng Vân Family, cuộc sống ở đây. Lào sư, nì, chân tờ, hình dầu xin, xí xe. Chị ơi, chỗ em toàn nói thái gì mà em lại học tiếng nào trước? Chỗ em toàn nói thái gì, em phải học tiếng thái gì. Học tiếng thái gì, tại vì biết sao? Cái ngôn ngữ nào thường dùng, mình học nó mới có tác dụng. Thường dùng sẽ giúp chúng ta nghe mỗi ngày. Có cái mà chúng ta giao tiếp. Còn đang dùng thái gì mình học tiếng Trung á, thì ít ai nói, mình sẽ chậm lắm. Em phải học cái ngôn ngữ mà xung quanh em người ta đang tận dụng mỗi ngày thì em học sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Cho nên em học tiếng Thái gì trước đi. Thái gì nó dễ hơn tiếng Trung nữa. Hãy để ý nghe là sẽ thấy ha. 我要加班可不可以? Đúng rồi. Hay quá, cảm ơn em nhiều dạ. Cái này dùng để làm gì? 这个要干嘛的? 这个要干嘛的? Sàng và giao đều là muốn à cô. Sàng đôi khi sàng giao cũng là muốn luôn. Và sàng nó nhiều nghĩa, sàng nó tới ba nghĩa. Wo sàng ni, tôi nhớ anh. Wo sàng giao chu, tôi muốn đi. Wo sàng huệ cha, tôi muốn về nhà. Ê, còn cái từ giao nó khẳng định hơn. Wo giao huệ cha, tôi muốn về nhà. Wo giao chu, tôi muốn ăn. Wo sàng chu cũng có nghĩa là tôi muốn ăn. Wo sàng chu, có gì mà tôi muốn ăn có được hay không? Mình hỏi người ta. 我要吃 là khẳng định tôi muốn ăn đó. Sàng còn có nghĩa là suy nghĩ, sẵn sàng khan, suy nghĩ thử xem. Đầu thú gọi là zì shǒu. Zì shǒu, đầu thú. Cô giáo thật có tâm, cảm ơn cô nhiều, chúc cô bình an và luôn thật viên mãn nha. Hey, cảm ơn Vân Anh. Em cũng ở Tân Bắc hả? Chị ở gần chợ Sư Quỷ Lu nè. Chị ở gần chợ Sư Quỷ Lu. Ni hào, ni hào. Xin về 20 ngày. Xin ông chủ hả? Lão bản, 我想回去20天可以吗? Lão bản, 我想回去20天可以吗? Nói như thế. Tôi không muốn làm cho nhà bạn nữa. 我不想, 我不想在你家做了. 我不想在你家做了. 我不想帮你们做了. Cũng được. 我不想帮你们做了. Ha? Bị tê tay thì gọi là sổ mã. Sổ mã. Đầu thú gọi là zì shǒu. Zì shǒu. Tiền lão bào là tiền gì? Lão bào là một cái loại tiền. Lão bào, lão bào. Lão bào, lão ở đây là lao động. Bào ở đây là bảo hiểm. Bảo hiểm lao động gọi là lão bào. Ha. Xin về 20 ngày nãy chị nói rồi. Nói chuyện thấy thương làm sao mà quan chào em. Quang chào em. Chào em. Dạ em chào anh ạ. À. Chào Đường Bá Hổ. Chào anh nha. Hảo muốn học từ lớp 1 Hồng Vân Family cuộc sống ở Đài. Hồng Vân Family cuộc sống Đài. Hoặc là em muốn qua Facebook học cũng được. Facebook thì nó không muốn tìm bài 1 trên trực tiếp hiện tại. Phát trực tiếp á, là lớp 1 kỳ 2 rồi. Ha. Đang dạy lớp 1 kỳ 2 rồi. Nếu mà muốn học trên trực tiếp của lớp 1 á, là đang dạy cuốn này. Lớp 1 xa, xa là kỳ 2 rồi. Vì thế mà muốn học từ bài đầu tiên nhất á, là phải kéo. Mỗi lần học là cũng phải kéo, bấm vào cái chữ video và kéo xuống tới cùng. Học cái video nào trước mình kéo xuống tới cùng mình tìm. Và tìm những cái video mà để khoảng 1 tiếng trở lên á, đó mới là video trực tiếp. Tìm những cái video đó để học. Còn nếu như mà học danh sách phát á, thì có cái danh sách phát. Học bài từ trên học xuống nó cũng hay. Nhưng mà tới khi học tới cùng rồi cũng phải kéo à. Ở đâu cũng phải kéo hết á. Khi mà học bài đầu tiên á, thì nó nằm trên đầu rồi, học phía sau cũng phải kéo à. Nói chung học đầu cũng phải kéo hết, có cái là có danh sách phát rõ ràng. Nếu muốn học Facebook á, thì qua Facebook, đánh cái chữ này qua Facebook là thấy. Ha, muốn học YouTube thì vào YouTube. Nói chung bên nào học cũng được hết, học miễn phí hết toàn bộ luôn. Còn bên này không có đăng video dài được, 2-3 tiếng bên này đăng không có được. Bên này chỉ đăng video ngắn thôi, phát trực tiếp thì được. Ha. Ê... 老师，我有事想要问您一下，好不好？你问呢？你问我回答。Muốn học thì phải làm sao? Muốn học thì vào YouTube học lớp 1 hay Facebook học lớp 1 đều được hết. Bên này đang dạy lớp 2 kỳ 2 rồi. Ha, bên này dạy lớp 2 kỳ 2 rồi. Sao có vấn đề gì mà bạn cứ nói hoài vậy? Câu này nói sao? 什么事啊? 什么事情你怎么一直讲? Ai, 怎么一直讲? Có nghĩa là sao mà cứ nói hoài như thế? 有什么事?
Dấu sở mở quên thị, ní dòng mà y dự chả. Có chuyện gì mà sao bạn cứ nói hoài? Sao mi tài chỉ? Sao mi tài chỉ đi tụ con? Đi tìm mai thì ít tìm tìa con. Sao mi tài chỉ đi tìm đềm, ít tìm đềm tao thế sự sao mi tài chỉ? Có nghĩa là chuyện gì? Việc gì? Nói thì nói đi, mà cứ đọc kiểu như tụng hoài, để cầm ràm hoài, nói hoài đó. Sở mở sư, ní ít chả. Ê, tao thì sư sở mở sư? Tao thì sư sở mở sư? Nì y chỉ chả. Hả? Bạn có cho mình hỏi, hỏi đi ạ. Thì số này cho sử sao văn hoàn dù khai ban. Sửa trung vấn. Nào ở mình của ngoài sẽ mở bao mình. Của ngoài khở y bao mình. Khăn nì sư gia lại Thái Văn đờ. Hoa giờ sử lão nà sử Thái Văn đờ lão phố. Bị rủ sử vô mình yêu lì lì hôn của. 然后你取我们，我们有身份证，你才也可以上。如果一般的劳工来去学的话，你要到大学那边。哎，比如在我住的附近，那边有一个辅仁大学，那边可以给那个什么义工们参加。一般的学校是不会收，一般学校是给像我们结婚来台湾的。 还有台湾的阿姨，还有东南亚姐妹，其他的像外劳他们不能上。哎，你要到大学那边问，说不定会有。嗯，nếu như em là người Việt Nam mà là anh em lao động qua bên đây thì ít trường nhận lắm, có nhiều trường nhận, có nhiều trường không nhận. Vì thế em phải đi đến trường, đến tới trường đại học ở gần khu nhà em, tới cái trường đại học này em hỏi có bổ túc dành cho anh chị em lao động không. Chứ thông thường ở trong trường người ta chỉ nhận anh chị em mà gả qua bên này, lấy vợ bên này, lấy chồng bên này thôi. Hoặc là cô chú người Đài Loan muốn học, lớn tuổi muốn học. Hoặc là các anh chị em ở các vùng khác, Thái Lan nè, Singapore nè, rồi nói chung là các nước khác đều có thể học tiếng Trung được ở đây hết. Bổ túc đó đều học được, nhưng mà nhiều khi người ta không nhận anh em lao động. Có nhiều trường này nhận anh em lao động, có nhiều trường không nhận. Nhưng mà mình không biết được trường nào nhận là mình phải đi hỏi, phải chịu khó đến trường hỏi thì mới có chỗ. Mình không đi thì đâu có biết được trường nào có hay trường nào không có. Đối với trường Vân là Vân biết không có rồi đó. Tại vì Vân đã học qua và đã xin giùm anh em lao động qua rồi. Nhiều lúc á, mà cô giáo thương mình lắm á, mình xin nhét người đó vô được. Số lượng nhiều đôi khi xin không được. Nhưng mà đôi khi mình, cô giáo rất là thích mình rồi, cô giáo biết mình rồi á, mình có thể năn nỉ cô giáo cho cái người anh em lao động đó. Ví dụ em của mình đi, em của mình xin vô được. Mình có học tại trường đó, mình xin cho em mình là dân lao động mà, xin vô. Cô ơi, đây là em trai của em muốn cho nó vô học. Ok, cái này được, cái này là xin được. Hai chị em cùng vào trường đó, cô cho. Hey, chứ bình thường là không nhận. Ha, trừ phi là người thân, ví dụ như hồi trước Vân có xin cho em một em trai lao động nhưng mà nó không có rảnh học. Nó chiều chiều nó ra nó phụ gì nó bán rau. Xin cho nó vô cái nó vào, vô kiểu như là nó thấy người ta học, nó bên trái bên phải đều có người ngồi hết. Nó mới vô, nó kiểu người ta học một thời gian nó mới chui vô. Nó vô rồi á thì cô nói gì nó nghe không hiểu. Nó hoàn toàn không hiểu tiếng Trung mà. Cô nói cái gì nó không hiểu gì hết trơn trời á. Cái bắt đầu nó người ta đọc bài, đọc là thường thường đọc đồng thanh mà. Đọc đồng thanh rồi á thì nó dở cuốn sách ra, nó cũng không biết người ta đọc khúc nào nữa. Nó cứ ngồi, nó cứ ngó bên này, ngó bên kia, nó cũng không muốn làm phiền người ta. Nó được tính vậy đó, nó không muốn làm phiền người ta, nó cứ giật, nó lỡ, dở ra, nó dòm. Mình không biết người ta khúc nào, không biết người ta đọc gì hết. Vô hai bữa, em không hiểu chị ơi, xin lỗi nha. Em ở nhà em phụ gì em bán được rồi. Tới bây giờ luôn. Tới bây giờ nó đi bán, tới bây giờ ban ngày nó phải đi làm công ty, mà nó dân lao động phải ở công ty mà. Ban ngày làm công ty, chiều nó ra phụ gì đó bán rau mà. Nó nói thôi để gặp Vân cái nó nói thôi để bữa nào em vào kênh YouTube của chị em học cũng được. Qua bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi vẫn nói câu này. Cho nên là Vân nói cố gắng học đi, muốn có ở đằng này cố gắng học, cố gắng học. Mà một khi người ta đã cố gắng rồi thì nhất định người ta sẽ cố gắng học. Còn nó là nó thật sự nó rất là bận. Ban ngày nó làm công ty, chiều về là bắt đầu 4 giờ là về là phụ, 5 giờ hoặc 5 rưỡi về là phụ gì nó đẩy rau ra, bán phụ gì nó. 8-9 giờ về nhà,
ngủ rồi, thời gian đâu nữa học. Cho nên là nhiều lúc á, anh em chị em mình mà bận quá, đi học không có học, nhiều lúc không có thời gian đi học thì tiếng Trung của chúng ta sẽ không biết được nhiều. Cái đó là chuyện bình thường thôi, không phải là mình dở hay là cái gì hết trơn, cũng không phải là mình ngu, không phải mình dở luôn. Là do thời gian mình đi làm quá nhiều và thời gian không có thời gian đi tiếp xúc tiếng Trung nhiều, giao lưu tiếng Trung nhiều, thì chúng ta sẽ không nói được nhiều mà thôi, chứ không có gì hết. Vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Giờ muốn đi lại phải làm sao ạ? Giờ muốn đi học lại hả? Thì cứ vào trường đăng ký học thôi. Dùng cái này để làm gì? Chứ cơ dùng cầm mạ. À, dùng chứ cơ cầm mạ cũng được. Dùng chứ cơ cầm mạ nơ. À, dùng chứ cơ chua sầm mạ nơ cũng được nha. Em nói chuyện không đọc được tin nhắn của em. Em nói chị không đọc Đỗ Hảo. Nhiều lúc nhiều quá bị sót em. Vân có kênh tiếng Thái Duy không? Mấy cái video này ba kênh nào cũng có đọc tiếng Thái Duy hết. Nhưng mà Vân chỉ làm video ngắn thôi ha. 3 phút vậy đó, 2-3 phút gì đó. Video ngắn tiếng Thái Duy có. Trong cái kênh này cũng có rất là nhiều video Thái Duy trong đó. Mình kéo từ video mình coi ha. Thông thường cái video mà bạn thấy cái video của Vân mà thường nó có hai hàng chữ. Bên này một hàng, bên này một hàng. Nhiều lúc lười biếng đánh từ vựng á thì nó ra một hàng thôi. Nó cũng có một nửa của Thải Duy đọc, một nửa của Duy đọc trước, sau đó lát sau đọc Thải Duy cũng có nữa. Nói chung mỗi trong này video, nhiều video, cả ngàn video trong này có tiếng Thải Duy cũng có luôn. Chỉ tha tờ dùng trong trường hợp nào? Chỉ tha tờ rẩn. Ví dụ, mình thiên, nì chui cho họ, chỉ tha tờ rẩn bù yào chui. Ngày mai bạn đi là được rồi, những người khác không cần đi, không phải đi. Không cần đi. Mình thiên nì chui cho họ là. Chỉ tha rẩn bù yông chui. Hảo. Nã chắc cờ cho họ là. Chỉ tha tờ bù yông nã. Lấy cái này là được rồi, những cái khác đừng có lấy. Không cần lấy. Ví dụ như chuẩn bị đồ nghề, ông chủ nói, nã chắc cờ cho họ là. Chỉ tha tờ phân cho gia lì cho họ bù yông nã. Lấy cái này là được rồi, những cái khác để nhà không cần lấy. Chắc cờ ban chỗ cho họ là. Cái này vác đi là đi, bưng đi, vác đi, bê đi là được rồi. Chỉ tha tờ bù yông nã. Những cái khác không cần lấy. Ha. Hảo. Lão bà nhãng là nhãng à nhãng. Lão bà nhãng là bà chủ. Lão bà nhãng nhãng. Chị em cách để siêng năng như chị. Siêng năng như chị buồn lắm. Thứ nhất á, là ít được đi chơi. Ít được đi chơi, đôi khi á, chị muốn ra ngồi ngoài đó coi biển coi đồ. Chị là người rất thích lên núi với lại đi ra biển chơi. Mà mẹ em ngồi học như thế này, em sẽ hoàn toàn cách xa với những cái phong cảnh ở bên ngoài. Nó rất là buồn, vô cùng buồn luôn. Chị là một người cái tính rất kỳ cục. Cái tính của chị nó là một cái loại quái tính chứ không phải là bình thường. Nhiều lúc mà buồn lắm, con mắt nó khó chịu lắm mới ra ngoài chỗ chị Giang thôi, chứ trước nó cũng không đi nữa. Ngồi trong nhà suốt tới giờ đi rước con thôi à. Cho nên là mình sẽ bỏ hết những cuộc vui của mình. Bỏ hết những cuộc vui cùng với bạn bè ăn chơi. Có thể là đi hồi trước mà chị còn rảnh á, chị còn hay đi lên công ty của mấy người bạn á, lên đó nấu ăn rồi cùng nhau nấu món Việt Nam ăn này kia. Dạo này đâu có nữa đâu, không đi nữa luôn, hoàn toàn không có mấy cái cuộc vui đó nữa. Thì em nhắm em có thể làm được như vậy không? Nó buồn dữ lắm đó, nó vô cùng buồn và nó cảm thấy cuộc sống nó rất là vô vị. Mà đôi khi em làm giống chị, nhiều lúc ông chồng em chịu không nổi luôn á. Ha, ông chồng chị á thì chị làm như vậy không có quản lý ông nữa. Thành ra ông nghĩ rằng bà làm gì tôi vui. Và ông muốn làm gì làm, ông muốn ngồi ở đâu ông ngồi, ông chơi điện thoại hay chơi cái gì, chơi game gì không, mình không quản lý ông được. Tại mình bận quá mà. Mình bận quá không có thời gian đi quản lý ông. Ông rất là khoái. Còn có nhiều người chồng khác là không phải nha. Nhiều người chồng khác hy vọng thứ bảy chủ nhật được rảnh, hy vọng vợ con mình cùng đi ra biển nè, đi leo núi nè, chương trình này chương trình kia. Này là phải coi cuộc sống. Chứ đôi khi ngồi một chỗ như chị ngồi hoài cũng thấy là nó nhạt nhẽo lắm đó. Am mổ ị. Thường cái máy massage bằng ghế gọi là am mổ ị. An. Am mổ ị. Hảo. Còn có những cái loại ghế mà chỉ có massage bằng chân. Am mổ chảo tờ chi chi. Am mổ chảo tờ chi chi. Lão tông bộ lao động. Lão tông bộ
Chị có bán vé về không chị? Chị không có bán vé nha em nha. Tiền cha lơ phủ là tiền đó chị. Cha lơ phủ là tiền hả? Tiền cha lơ phủ là tiền. Cha lơ phủ cái tiền giấy á, 200, 500 cái tiền đó đều xài được hết. Nó không có giới hạn. À, hầu như là không có giới hạn. Mấy cái tiền giấy đó đều xài được nha. Chị không có bán sách. Em muốn học từ đầu, em muốn vào YouTube hay là bên Facebook đều được hết. YouTube thì Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Còn vào Facebook cùng cái chữ này, gõ cái chữ này qua bên Sao Diễn Sĩ Thận bằng chú âm, gõ vào bên fanpage. Facebook Vân có hai kênh, một kênh chính là Lê Hồng Vân. Kênh chính của Vân vào kênh chính cũng được. Lê Hồng Vân bằng tiếng Trung nha. Lý Hủng Nguyễn bằng tiếng Trung, gõ qua đó. Còn cái kênh fanpage là cái kênh phát trực tiếp của Vân. Phát trực tiếp dạy lớp 1 của Vân. Hiện tại Vân đang dạy lớp 1 kỳ 2, 9 giờ tối giờ Đài Loan, thứ bảy chủ nhật 12 giờ trưa. Ok không? Ừ. Coi bạn muốn học kênh nào, kênh nào cũng miễn phí hết. Để cách để nói giao tiếp hiệu quả và giao tiếp nhiều vô. Ngoài Vân nói rồi, học của Vân á là đánh vần được bảng chữ cái, được thuộc, phải thuộc bảng chữ cái nè. Bảng chữ cái thì thường bên kênh YouTube video nào lớp 1 á, bài lớp 1 á, video nào cũng có bảng chữ cái hết. Vì thế sao mà Vân cứ bảo mọi người vào bên trực lớp 1 của YouTube? Tại vì cứ video nào cũng có bảng chữ cái. Còn cái bên này, bên Facebook á, thì cái video bảng chữ cái chỉ có mấy cái video thôi, khoảng chừng 1-2 tháng thôi. Phía sau thì Vân không làm bảng chữ cái nữa, vì Vân muốn chừa thời gian cho các bạn 2 tiếng mỗi đêm, học 2 tiếng mà. Vân muốn chừa 2 tiếng đó để cho các bạn viết nhiều chữ hơn. Chứ cái thời gian bảng chữ cái đã hết 1 tiếng đồng hồ, mà ngày nào cũng làm thì rất mất thời gian. Vì lúc trước á, thì không có nghĩ ra, cho nên ngày nào cũng làm bảng chữ cái cho các bạn thuộc. Phía sau này Vân nghĩ là Vân treo cái bảng chữ cái lên trên cùng. Vân có treo lên trên kênh Facebook á, Vân có treo bảng chữ cái lên trên cùng. Và Vân hy vọng các bạn mới vào học thì mỗi ngày cứ bỏ 1 tiếng đồng hồ ra học bảng chữ cái. Rồi muốn tham gia live trực tiếp cũng được nữa. Ha. Đó. Giao tiếp hiệu quả nhất là phải giao tiếp nhiều nha. Lão Tông Pu, Bộ Lao Động. Lão Tông Pu. Chào Thảo Vân, mình tên là Hồng Vân. Hồng Vân. Ê, bị ai đó bắt phải làm gì đó thì nói như thế nào? Ê, bị sĩ cho chu cho sống cho sống sư. Bị sống rừng cho chu cho sống sư. Ê, bị ai đó bắt đi làm việc gì đó. Hả? Bị ai đó bắt đi làm việc gì đó. Học phản nó phiền quá à. Học phản nó. Hả? Máy massage, ăn mổ, ăn mổ, ăn mổ, chi chi ăn mổ, ăn mổ chi, ăn mổ chi cũng được. Chí huệ cơ hội, chí huệ, mấy hậu cơ hội, không có chi, mấy hậu chí huệ, không có cơ hội. Ừ, lâu lâu cái bà bị giống như bị liệu vậy đó. Hình như là làm cái này lâu hình như dễ bị liệu lắm á. Ưu tiên gọi là ưu xiên, ưu xiên, tạm thời là tạm thời, tạm thời, ừ. Chúc buổi tối vui vẻ nha. Tờ hoa ví dụ, thiên hoa tờ hoa, nghe lời của tôi. Thiên lão bản tờ hoa, nghe lời của anh ấy. Ờ, na sư xào sống tờ hoa, có nghĩa là đó là cái lời nói của tiểu hùng. Ha. Còn tờ hoa, rú của nì yào chư tờ hoa, chưa cần mà lại á. Nếu như bạn muốn đi thì cùng tôi đi. Hay, cấu trúc nếu thì cũng có chữ tờ hoa. Đôi khi cấu trúc nếu thì lại không có chữ tờ hoa nha. Đôi khi cấu trúc nếu thì đâu phải là câu nào cũng có chữ tờ hoa. Mà tờ hoa chính gốc nhất là thiên hòa tờ hoa mà. Nghe lời của tôi đi. Thiên lão bản tờ hoa, nghe lời của ông chủ. Ha. Không biết tiếng thì đi làm, sao đi làm được? Vẫn đi làm được chứ. Đôi khi ông chủ á, ông kiểu như ông mới người mới vô thì ông chỉ tay chỉ chân thôi. Kiểu như chỉ dùng chỉ. Đa phần mà trong công ty thì đa phần anh chị em lao động Việt Nam nhiều á, các bạn cũng khó mà biết tiếng được lắm, phải giao tiếp với mấy ổng nhiều vô. Mà thường á, mấy ổng chỉ việc là sẽ nhờ cái người nói đó chỉ, dùng chỉ không à, mới qua dùng chỉ không à. Cho nên tốt nhất là phải biết tiếng là tốt nhất. Ừ. Đó. Chúc buổi tối vui vẻ nha. Chị ơi cho em hỏi, hỏi đi em ơi. Cách chích công ty ở bên này làm sao ạ? À? Cách chích công ty ở bên này, chích công ty là chích làm sao? Chích làm sao em? Chị không có vào bên cơ công ty, chị cũng không rõ nè. Sao mà người ta hay quá, chị, mình sao người ta cũng hiểu.
Xong rồi người ta hay quá, người ta nói sao cũng hiểu hả? Mình nói sao mà người ta cũng hiểu, nhiều lúc người ta đoán. Vợ chồng của em không liên lạc được, vậy em có được qua không vậy chị? Chồng của em không liên lạc được, em chưa qua bên Đài lần nào luôn hả? Chồng của em không liên lạc được, giờ em qua em ở đâu? Em qua em ở đâu nè? Qua thì qua được đó, qua thì qua được đó, mà em qua em ở đâu? Giấy tờ đồ lo xong hết chưa? Lo xong hết rồi thì em có thể đi được rồi. Nè, rồi qua đi, không ai đón em dám qua không? Gặp chị không dám qua. À, chị là phải liên lạc trước, nói với ông, ngày mai tôi qua đó, ông sao chị mới dám. Chứ hồi trước là chị cũng sợ sợ lắm. Em cũng như chị, em cũng chịu hả? À, em mà được như chị, em cũng chịu hả? Cố lên, học được mà, mỗi ngày Vân La như thế này, nếu mà mẹ muốn học á, em muốn biết nhanh lớp 1, lớp 2 em đều theo dõi luôn. Lớp 1, lớp 2 em đều viết hết, ha. Nhiều lúc lớp 1 bây giờ, hồi trước chị dạy nó không được nhiều như bây giờ đâu. Bây giờ là chị dạy nhiều hơn, chị moi hết những cái chữ mà trong sách có gì là chị kéo ra hết. À, kéo ra hết để không bỏ lỡ một cái chữ nào hết á. Cho nên là cố gắng học, cả hai bên đều học là sẽ nhanh hơn rất là nhiều ha. À, muốn học chữ Trung phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ bảng chữ cái. A, B, C, E, B, P, M. Bắt đầu từ đó. Bên đó thì vào lớp 1. Lớp 1 coi bên Facebook hay là bên YouTube đều được hết. YouTube thì Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Còn Facebook gõ cái chữ này lên Facebook sẽ tìm ra. À, hai em cũng muốn học mà lười không ai vật đi cho em. Đừng có lười, học mà lười không được đâu. Vân là người không dám lười luôn á, đã học rồi là Vân hầu như là bà ngồi bà cầm cái cuốn sách rồi với lại cái điện thoại là bà ngồi phải nói là đứng lên cái nhìn đồng hồ là phải tới giờ đi rước con luôn rồi đó. Ngồi dữ lắm. Trời ơi, nhiều lúc buổi trưa buồn ngủ ơi là buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống mà vẫn còn ngồi lắm, mò cha từ một cái này cha một cái kia ra học, làm dữ lắm luôn. Giấy tư pháp thì thường gọi là liang minh zheng, liang minh zheng. Ờ, bản sao của hộ khẩu, hu khẩu. Ờ, hu khẩu thẩm bệnh, hu khẩu thẩm bệnh. Bản sao hay bản gốc ta? Lập ba à, nó có hu khẩu in in, nó có cho sao mà hu khẩu in in nè. 你去户政事务所跟那要一个户口誊本啊，这个人家帮你影印出来那种誊本啊，户口誊本，哈，白色户口，户口誊本。 Phiên âm chữ viết sao em không thấy không có liên quan thường phiên âm. Lão công, người ta hỏi vì sao mà chú in cần chữ, vì sao mà không giống. Ví dụ như mỹ lệ. Mỹ lệ 的美注音是 mỹ 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 mỹ三声美乐一丽，那为什么字跟那个都不一样？像越南美丽，像 đẹp đẹp 就是 的嘛，包含 的 的 e p the app 的。啊，我们就出来了。啊，为什么这边还要多了一个？比如注音跟字，注音跟字体都不一样。啊，中文是先由图像变成字啊。哦，先由图。又不是拼音的。哦，ý là các bạn thấy mà trong học trong sách rồi á, trong quá trình mà học trong sách á, có phải là chúng ta ví dụ như hôm nay chúng ta học qua bộ miên đúng không? Bài lớp 1, lớp 1 của bài 1, lớp 1 bài số mấy? Hôm nay chúng ta học bộ miên nói về cái nóc nhà đúng không nè? Bộ miên ở trên đầu có một cái chấm. Ơn sao phết một cái này bẻ qua cái nó bị bẻ vô, nó giống một cái nóc nhà đúng không nào? Thì người ta đã vẽ một cái hình cái thời xưa, người ta vẽ một nhà bốn góc, ở trên này cái nóc nhà nó nhọn nhọn, ở dưới này hai cái tường. Là hồi trước á, họ sẽ nhìn vào cái hình ảnh đó rồi từ từ diễn biến thành một cái chữ. Họ dùng từ cái hình diễn biến ra thành chữ, chứ không phải là do có chữ giống như Việt Nam mình ha. Họ là diễn biến từ cái hình ra cái chữ, rồi từ từ họ biến thành cái chữ, nó cái bộ dạng của nó giống như thế. Cho nên là họ tới hai cái, nó vừa có phiên âm mà nó vừa chữ nữa, bởi nó phiền phức, nó khó hơn của tiếng Việt mình. Mình là đờ, ví dụ chữ đờ em mà ép đờ ép ghép nặng đẹp, còn cái này là như cây cỏ đúng không, chẳng hạn như đây cây cỏ bộ thảo. Bộ thảo này nói về thảo phu, bộ thảo mà, bộ thảo cây cỏ hồi trước nó như vậy. Hồi xưa là nó cái hình, nó dùng hình.
sau này nó diễn biến cái cỏ nó biến thành như thế này, bây giờ cỏ nó biến thành như vậy, nó cũng hình dạng bộ cỏ mà thôi. Ê, nó cũng là bộ thảo, nó cũng là cây cỏ thôi. Thành ra bây giờ nó biến thành như thế này. Thường là cái chữ là họ diễn biến từ hình ảnh đi ra. Cho nên ông nói như vậy đó. Phát âm với chữ viết không có liên quan thì đúng vậy đó. Chụp hình lớp 1 đi mua mà không có, phải đi nhiều chỗ nha, đừng đi một chỗ. Bên này nhà sách họ có mấy nhà sách lận, nhà xuất bản tới mấy nhà lận. Họ sử dụng trường này dùng bộ sách này, trường kia dùng bộ sách kia. Vì thế em hỏi cái em tới cái trường gần nhà mình nhất, mấy cái trường tiểu học gần nhà mình nhất, ở cái trường này họ không có, chạy qua cái trường bên kia hỏi. Sát trường nhất định có nhà sách. Ở trước cổng trường, sau cổng trường, bên hông trường nhất định có nhà sách. Em tới đó em hỏi, chỗ này không có, đi hỏi chỗ khác. Nhạc sẽ có nha. Tại vì mỗi xã dùng mỗi bộ sách khác nhau. Muốn đu du lịch được không? Em muốn đi du lịch được không? Em có giấy tờ đi du lịch, bây giờ em muốn đi. Bây giờ em có giấy tờ đi được thì em cứ đi á, đi được mà. Thăm con em được không chị? Được, em có giấy tờ đi du lịch, em đi được mà. Nhưng mà bây giờ đi nghe nói là phải đặt cọc nhiều lắm á. Không biết có cần không, nếu mà giấy tờ của em làm thông xong qua hết rồi, không có vấn đề gì hết, không có cần gì hết thì em cứ đi thôi. Ha, đi thăm con thì đi thôi, có gì đâu. Vậy học có phải đăng ký không chị? Đi học ở trường phải đăng ký nha. Học ở trường có đăng ký, còn học bên chị thì các em chỉ cần bấm follow kênh là có thể học rồi. Để có thể bình luận được nè, follow kênh bình luận được nè, rồi chị đăng bài đều có tính toán nè. Nói xấu bạn, chẳng bẻ rịnh tờ hoài hoa. Lần si thay thay sẵn xôi đô thổ à, tông qua. Tông qua, giáo không si kè mà má. Chẳng phẩn dầu tờ hoài hoa. Chẳng phẩn dầu tờ hoài hoa. Thay nó mà liền. Mấy thầm mà tao xôi đô thổ à. Mấy hồ, ta tông bù liều ở chữ. Ta tông bù liều. Dù dù sân yên là, bù sư là, sư nà cờ, sang xe nà cờ mấy hồ chế tông lờ. Quan chỉ là ba. Em viết từ chung này chị đọc có đúng không nha? Ừ, viết đi. Buổi tối vui vẻ nha chị chế. Quái nì, nì hào. Chào chị nha, xin chào. Từ hình như. Hào xiang. Hào xiang, hình như. Bạn chỉ lợi dụng tôi. Nì chỉ huay li dụng wò. Nì chỉ huay li dụng wò. Nì chỉ huay li dụng wò. Chị cho em hỏi xíu. Cái nào mình được đem lên máy bay? Ồ, bây giờ nó khác rồi. Cái lịch bây giờ nó khác rồi. Em hỏi chị chưa chắc đâu. Vì chị mấy năm nay chị không lên để máy bay rồi. Năm năm nay chị chưa đi máy bay rồi. Cho nên em phải hỏi cái người mà bán vé máy bay cho em là hỏi chắc chắn nhất. Cái người bán vé máy bay cho em là ai? Em hỏi người đó chắc ăn hơn nha. Chứ bây giờ mấy năm nay chị không đi máy bay, chị nghe nói là thịt lạc xưởng đem về Việt Nam cũng không được nè. Rồi ở Việt Nam đem cá khô, đem cái này và hầu như không được hết rồi. Em phải hỏi kỹ nha. Hỏi chị chưa chắc đâu. Em phỏng vấn visa rất bùn quá chị ơi, rất bùn quá chị ơi, trời đất ơi. Vậy đó hả? Phỏng vấn thêm lần nữa, có được cơ hội nữa mà đúng không? Được mở nữa mà. Học như nào à? Em học lớp 1, em học lớp 1 trước. Lớp 1 vào Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài bên YouTube. Vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Hoặc là em vào fanpage, vào Facebook á. Gõ cái chữ này nè, tên kênh nè, bên Facebook cái chữ này với lại cái bên kia giống nhau, gõ chữ này lên. Chị ở nơi này có anh ơi, Vân đang ở Đài Loan chứ không phải ở Trung Quốc nha. Vân hiện tại đang ở Đài Bắc Đài Loan, Tân Bắc của Đài Loan. À, Đài Loan ở Đài Bắc có phần Tân Bắc và Đài Bắc. Tân Bắc và Đài Bắc. Xin Bảy Sư. Xin Bảy Sư là Tân Bắc. Và nó cũng sát Đài Bắc luôn ha. Sát bên luôn. Em cũng vậy, đam mê cho nên cố gắng học. Vân thích, Vân là người ít đi ra ngoài, Vân cảm thấy Vân nói chuyện không bằng ai, cho nên ra ngoài Vân nói chuyện hồi nó bạn Vân nó giận à. Vân nói chuyện hồi bạn Vân nó giận á. Vân nói chuyện bạn Vân nó cứ nói là ông này nói chuyện vô duyên hay là sao, nó không thích nói chuyện với Vân mấy.
Mà Vân thấy người ta giận là Vân buồn dữ lắm, cho nên buồn là càng càng khép nép mình ở trong nhà không à. Cho nên là thành ra là Vân ít đi ra ngoài lắm. Ừ, ở trên này bà nói dữ lắm. Ở trên này bà nói với cái điện thoại bà nói dữ lắm. Vậy mà bà đi ra ngoài tới khi mà mấy đứa bạn học á, kiểu như các bạn học ở trên này gặp Vân ngoài chỗ chị Giang. Ôi, idol, idol, cái bà đầu mặt bà cúi xuống. Ai hỏi gì cái bà cúi xuống bà trả lời không à. Bà ra ngoài người ta hỏi bà kêu bà cúi mà bà cỡ không thôi bà cười khè 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 không à. Ở trên này bà nói dữ lắm, chứ ra ngoài là bà không biết bà nói gì hết trơn trời á. Cái người gì kỳ cục, nói với chuyện với điện thoại thì nói dữ lắm. Mà tới đi ra ngoài rồi hả, yeah. Gặp rất là nhiều bạn luôn, đứng ở chỗ chị Giang á, mấy em trai gái rồi đi ngang, ôi idol idol, chạy tới hỏi rồi này kia, cái cúi đầu trả lời không à, cười lắm. Còn em nào thì cười hề 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 hề. Ừ, đi ra ngoài đó nói chuyện với bả, rồi nhiều khi ăn mít ăn đồ thèm mít, đi ra mua mít. Bả thường hay có xẻ mít bán, xẻ mít bán, mà mít bên này bán mắc thật. Miếng mít bên này một miếng tới 200 đồng, nhưng mà ăn thì ăn thôi, thấy ngày nào bả cũng bán mấy trái mít luôn, thấy thèm là ăn thôi, chứ anh em lao động mua cũng nhiều lắm. Bả bán rau bán đồ của như là rau rau sống rau đồ nè, cà pháo nè, rồi nhiều lắm, bà bán nhiều thứ lắm. Mình cũng hay lắm, ra đó ngồi chơi nói chuyện với bà. 3 giờ Vân đi ăn cơm là Vân chạy ra Vân ngồi nói chuyện tán dóc với bà, là 4 giờ Vân đi rước con, đúng 1 tiếng đồng hồ. Rồi, chữ Latin, viết chữ Latin với chữ quốc ngữ không biết có được không? Latin. Chữ quốc ngữ với lại Latin là cái phiên âm của, Latin là chữ phiên âm của bên Trung Quốc. Còn Đài Loan là dùng chú âm. Chú âm. Chữ quốc ngữ á, đều gọi là chữ quốc ngữ hết. Của gì? Của gì? Đài Loan gọi của gì, còn bên kia hình như gọi cũng là của gì thôi à. Phổ thông hoa. Giản thị chữ. À, còn Đài Loan dùng phản thị chữ. Phản thị chữ, phồn thể. Hảo, một cái chữ, một cái phiên âm, cứ một cái chữ. Bên Trung thì viết cái chữ phiên âm Latin, còn bên Đài Loan thì dùng chú âm. Cũng một cái chữ, một cái chú âm. Rồi cái đó nó tận dụng tới lớp 4 mà thôi, lớp 5 trở đi là không còn nữa rồi. Sau này tới lớp 5 không có, nó hững hờ đó. Này, tiếng Trung y như có áp lực tài chánh mình đang mới học. Học tiếng Trung mà có lương là học liền đúng không? Học tiếng Trung mà nó có ra lương tháng chừng 2 vạn thôi là học liền ha. Không cần nhiều, tháng chừng 2 vạn thôi là học liền luôn, không nói gì nữa hết. Đi học mà ai trả lương cho tháng 2 vạn là học liền. À, mà tiếc cái không có. Không thôi là hả, coi ai nhà nước nào mà nói à, bây giờ tất cả mọi người đều học tiếng Trung, tháng tôi trả lương cho hai bạn, đảm bảo học nhanh. Đảm bảo đăng ký đầy đầy mạng luôn. Mà tiếc nổi không có ai trả lương. Ở Việt Nam đi học còn phải trả lương cho người ta nữa, phải đóng tiền cho người ta nữa. À, không học đâu cũng có tiền ít đâu mà tại. Làm sao làm như thế này là chơi ăn chua, đúng rồi, chơi ăn chua, làm như này nè, à chơi ăn chua là chơi ăn chua. Bắt đầu học từ lớp 1 đi lên, Hồng Vân Family cuộc sống ở Đài hoặc là bên fanpage, chữ này đều được hết. Cả hai bên đều có lớp 1 nha. Facebook Hồng Vân, Facebook Lê Hồng Vân. Lê Hồng Vân thì dạo này không phát trực tiếp đâu, chỉ ra video thôi. Chỉ trên fanpage á, mới phát trực tiếp. Fanpage gõ cái chữ này. Còn YouTube Hồng Vân Family cuộc sống ở Đài. Trăng hoa. Trăng hoa. Chơi chẳng trăng hoa có nghĩa là nói đang chữ bậy. Còn trăng hoa là chương hóa của Trung Quốc và chương hóa của Đài Loan ở miền Trung. Ở Đài Trung. Em muốn nói trăng hoa nào? Tại Đài Loan mà Đài Loan nó mà rỡ, Đài Loan hiện tại có điểm rỡ rồi. Trong nhà bên họ, nhìn bút chơi lạnh khí, sốt bù liệu. Nhà Vân tới hai cánh cửa, một cái cửa gỗ, một cái cửa kính. Nhà luôn hai cánh cửa, cửa sổ, một cái cửa kính và một cái cửa rèm mũi. Nhà trong nhà không có không khí nhiều. Nếu như mà không tối mà không mở máy lạnh là cả nhà nằm gãi không ngủ được. Nó ngợp lắm, không ngủ được. Cho dù mùa đông đi nữa bọn mình cũng phải mở máy lạnh. Tại vì nếu không mở máy lạnh trong nhà rất là nóng, mà bên ngoài rất là lạnh, cái cửa kính nó sẽ chảy mồ hôi.
Cái cửa kính của Vân á, mùa đông nó chảy mồ hôi ngộ lắm nha. Bên ngoài nước nhẹp luôn, nhiều lúc nó ướt chảy vô tới trong nhà luôn. Bên trong quá nóng, bên ngoài quá lạnh, cửa kính nó đổ mồ hôi luôn. Ừ, cho nên là phải ấy ha. Trước học xong cái quyển 301 câu đàm thoại, giờ học sang quyển nào ạ? Bây giờ học qua quyển này, sách của Đài Loan. Sách của Đài Loan 301 câu, Vân học cái đó Vân đọc không ra, học không có được. Sách của Đài Loan như thế này. Không có tiếng Việt. Học sách của Đài Loan không có tiếng Việt. Sách của Đài Loan là sao? Ở Đài Loan, các bé nhỏ đi học, các bé nhỏ đến trường, họ sử dụng sách nào, chúng ta học sách đó. Vân đang ở Đài Loan và Vân sử dụng sách của các em thiếu nhi ở Đài Loan chỉ cho các bạn học. Các bạn nào mà ở Việt Nam đừng có mua sách, người Đài Loan còn chưa chắc mua được. Các bạn mà đang ở Đài Loan đi ra ngoài tiệm sách hỏi chưa chắc gì đã có. Vì sách của Đài Loan, nhà sách xuất bản, mấy nhà xuất bản lận. Xã này họ dùng sách này, xã khác họ dùng sách khác, cũng rất là khó mua. Nhưng mà có bạn đi hỏi 3-4 chỗ mua được. Bạn ấy đi 3-4 chỗ hỏi mới có được sách, phải chịu khó chạy đi hỏi. Còn các bạn ở Việt Nam không cần mua sách, vì mỗi ngày Vân viết một bài văn ra. Cuốn sách này là bao nhiêu chữ Vân viết hết luôn đó. Nhưng mà phải từng ngày viết, chứ không phải một lần Vân làm không được. Một lần Vân viết không có nổi. Mỗi ngày một bài văn viết ra. Viết xong là buổi tối bạn có bài văn đó, bạn đọc lại rồi. Bạn có thể ngồi đọc như đọc kể chuyện vậy đó. Một bài văn như phải nhiều lúc viết cả 4 trang giấy. Viết 4 trang giấy. Bạn cứ ngồi bạn viết ra là có. Học theo sách giáo khoa của người Đài Loan, họ học gì mình học cái đó. Con cháu người Đài Loan họ dùng sách gì mình dùng sách đó. Không có tiếng Việt ha. Tiếng Việt là do Vân đọc ra thôi. Hảo. Tùng ơi, uống nước mẹ ơi, nó khô cổ họng rồi. Chị cho em hỏi câu, hành đạt có phải là, hành đạt có phải là hua tạ tá xào cửa? Hành đạt là hành gì em ơi? Hành đạt là hành gì? Thành đạt hả? Thành đạt phải không? Trấn tả, trấn tả. Còn hua hàng đạt, hàng đạt hua tạ tà xào cửa, tà xào cửa. Hô tả, hàng đạt là hàng gì? Hàng đạt thì yêu cầu á hả? Hô tả đâu? Thường nói chỉ cỡ tờ hô. Chỉ cỡ tờ hô là hàng được hợp theo cái yêu cầu họ đưa ra. Năm sau em đi du học bên Đài, bên đó học có khó không? Không học khó, không khó đâu. Cứ qua đi học đi. Tự nhiên qua giao tiếp từ từ, có bạn nhiều tự nhiên nó nhanh lắm. Các em đi học vào trường nó nhanh lắm, tại vì bạn học của em nó nhiều, người Đài Loan cũng nhiều, em học sẽ rất là nhanh. Đừng có sợ gì hết, cứ qua mà vương đấu. Nói chung là ai mà có con em đi học, đi du lịch Đài Loan á, nó tốt hơn này, nó tự do hơn nè. Đi du lịch nó tự do hơn đi lao động, mà nhiều lúc tiền nó còn rẻ hơn đi lao động nữa. Nó tự do hơn nè, rồi nó còn có thể được đi tạ công nữa. Nửa học nửa làm, nửa học nửa làm. Luôn thấy nó sướng hơn. Nhưng mà cái tuổi đó, cái tuổi hình như là phải có tuổi. Cái tuổi của nó là hình như là 23 trở xuống hay 25 trở xuống gì đó. 10 không biết, vẫn nhớ là không lớn quá, hình như lớn quá không được qua nè. Cái tuổi phải đạt yêu cầu của họ nữa. Còn thấy đi học nó sướng hơn. Muốn hỏi bên này có chỗ dạy tiếng Trung cho người xuất khẩu lao động không à? Em muốn hỏi bên này, hỏi chị hả? Chị có dạy cho các em lao động luôn ha. Các em xuất khẩu lao động muốn học tiếng Trung của chị có luôn nha. Chị có, hiện tại chị có sử dụng 3 kênh, kênh YouTube, Facebook và kênh này. 3 kênh đều dạy tiếng Trung hết cho các em ngày mới bắt đầu nè. Em muốn học mới bắt đầu, em muốn vào YouTube học cũng được nè, rảnh lúc nào học lúc đó nè. Hoặc là em muốn tham gia live trên kênh Facebook cũng có nè. Đều học miễn phí nha. Bên kênh này thì chị dạy lớp 2 sẽ không thích hợp cho em mới bắt đầu, tại lớp 2 nó sâu hơn rồi.
ha, cho nên là các bạn mới nó sẽ cảm thấy rất là khó. Bên đó làm lương nhiều nhất là bao nhiêu một tháng? Lương thường là cố định. Lương thường là cố định. Ví dụ bây giờ lương bây giờ coi nhiêu 2,5 vạn hay bao nhiêu đó. Cố định một tháng bao nhiêu. Rồi em tăng ca rồi cộng vô nữa. Ha, cái này là không có biết trước được. Cái này là phải coi cái lương cố định của người ta. Bây giờ chị không biết bên ngoài các em làm lương cố định là nhiêu. Hồi đó là như là 2,4 đó. Giờ có lên không? Rồi tăng ca rồi cộng vô thêm. Chứ bây giờ chị là người đâu có vô công ty đâu. Hồi đó chị mới gả ra qua như bên đây là ba má chồng ở nhà chồng cải. Chồng cải là chồng lần cả tấn á, chứ không phải là chồng bán ra chợ đâu. Trời, nhà chị mà bán ra chợ chắc bán mấy ngày chưa hết, ngồi khóc luôn á. Nhà chị là chồng cả tấn, giao cho dựa, giao cho mối lái, người ta chớ chở một lần 50 thùng, một thùng 22 kg. Thùng thường là cân 20 kg, nhưng mà cái thùng nhựa với là thùng giấy mình trừ 2 kg cho người ta là cái thùng cải là 22 kg. Và một ngày cắt nhiều lúc cả 50 sọt, 50 thùng như thế là 1000 kg. Giao cho mối lái, người ta chở đi, người ta phân phát từ Đại Nam, Tây Bắc, Cao Hùng, đường phân phát cát dựa mối lái. Bạn hồi đó làm vậy đó, không có vô công ty. Nào giờ không có vô công ty, qua đây 20 năm chứ chưa bao giờ làm công ty. Nhà trồng cải là đi trồng cải với ba má. Rồi sau này lên Đài Bắc á, thì đi ra phụ bán mì, quán phở vậy thôi à. Thì lương thì cũng có, thường là lương, ví dụ như mình làm tiếng đi. Tiếng thì hồi đó cắt cải làm tiếng thì 100. Bây giờ là cũng lên 100 mấy rồi. Còn bây giờ đi làm tạ công ở ngoài á, ở ngoài chắc các quán quán lẩu, quán đồ thì nó cũng 150 rồi. 150, 170, 170 rồi. Con Vân đi làm giờ tính tiếng cũng, nó học sinh đi đi tạ công thêm á là cũng 170 rồi. Thì tùy à, cái này là phải tùy chứ không có nói trước được. Ừ. Chín lạng. Chín lạng là gì em ơi? Chín lạng là gì? Hủy hợp đồng, hủy hợp duê. Ừ, hủy hợp duê. Bố là anh nó, còn không thì sao? Ê. Tự nhiên khăn cổ họng rồi. Hình xin lần tờ nì rấn. Hình xin lần. Hình xin lần tờ nì rấn là gì, lão công? Hình xin lần tờ nì rấn là gì? Hình xin tờ nì rấn à? Hình xin lần là gì? Thầy thấy có chữ lần nữa. Hình xin tờ nì rấn là có nghiệp. Cái tâm của người phụ nữ rất là kiểu như là muốn làm cái gì đó, hoặc là muốn bỏ, ví dụ như cô ấy không yêu anh này nữa là cô ấy bỏ ngang, không có chút nhận, không có một chút tình thương nào hết trơn á. Hoặc là nhiều lúc có nhiều người, người ta đi, người ta bỏ con, cái người ta chửi cái người phụ nữ đó, hình xin tình yêu rảnh, là một người phụ nữ rất là hận, rất là nhẫn tâm đó. Có thể bỏ đi người con của mình hoặc bỏ đi cái cuộc hôn nhân một cách dễ dàng, người ta gọi là hình xin tình yêu rảnh. Ừ. Có mỗi chị Vân là dạy miễn phí thôi. Học tiếng Trung bắt đầu từ đâu? Từ lớp 1 đi lên. Từ lớp 1 đi lên, học từ bảng chữ cái đi lên, nó mới có thể dễ dàng và có được từng bài, từng chữ dễ dàng được. Đừng có bỏ qua bảng chữ cái. Bảng chữ cái rất quan trọng. Phát âm chuẩn hay không là nhờ bảng chữ cái đó. Ừ. Áo phản quang. Phản quang thì y phụ. Phản quang y sư sầm mở bà. Phản quang, thay dụ ý thiệu phản quang ra xin nhận à? Đã cho phản quang y à? Phản quang y à. Hả? Phản hay sản? Phản. Phản à? Phản. 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 Phản à? Nãy cơ phản thì cháy hơ đấy. Cầm đành khoa bổ. Chùi xin cô lại. Phơ án phản. Phản quang. Sư mơ? Phản quang, phản quang y. Phản quang y. Tốn tiền tiện quá, hè hè. Tốn tiền gì? Hả? Tốn tiền gì? Chị ở Sinh Trang phải không? Phải, chị ở Sinh Trang. Học có được viết khó không? Viết không khó đâu, cố gắng học đi. Em xuống trước nha. Ừ. Em muốn mua sách học như thế nào? Mua sách ở tới em gần. Em cứ đi mấy cái trường học ở bên trái bên phải trước gì đó, nó có nhà sách. Ví dụ trường này mà em hỏi sách không có thì em đi trường khác. Có bạn nói rồi, có bạn nói là đi tới 3-4 trường mới mua được bộ sách. Đi 3-4 trường, kiểu như là nhà sách thường đứng ở trước cửa trường hoặc bên hông trường á,
gần nhà em có mấy cái trường, em cứ đi vòng vòng, đi xong đa vòng vòng tới mấy cái tiệm mà bán sách á, em tới em hỏi, ví dụ tiệm này không có, em qua cái trường khác gần cái trường đó nhất định có nhà sách, em tới em hỏi nữa là nhất định có bạn đi hỏi rồi, bạn nói bạn hỏi phải đi hỏi cô ơi, phải đi hỏi 3-4 trường á, thì quả may có một trường có sách cùng với bộ sách mình đang sử dụng. Vì sách bên này họ tới 3-4 mẫu sách lận, mỗi trường phát một mẫu, không dùng trùng lập một bộ giáo dục, không trùng trùng lập một bộ sách. Họ không trùng lập nha. Vì thế bạn đã đi 3-4 cái nơi để hỏi và cuối cùng cũng tìm được bộ sách. Vậy là Vân biết rằng, nói chung là cái trường của con trai Vân đang học, ví dụ nó đang sử dụng cuốn sách này, thì cái trường bên tay phải bên kia của Vân, họ không dùng cuốn sách này, họ dùng nhà xuất bản khác, họ không cùng một bộ sách nha. Ngộ và Đài Loan ngộ vậy đó, không có giống Việt Nam mình. Việt Nam mình là cuốn sách dùng từ Bắc ra Nam luôn, còn cái này họ không, cùng xã với nhau, xã đó dùng sách khác, xã kia dùng sách khác, không có trùng lập nội dung. Ngộ vậy đó. Vào YouTube xem lại, hey, cũng được. Có sách dạy tiếng Phúc Kiến không? Ở ngoài đó cũng có bán luôn. Sách dạy tiếng Phúc Kiến cũng có bán luôn. Chỉ khờ là được. Chỉ khờ là được. Tổ chức mạnh, tổ chức loại bỏ những gì không cần thiết thay vì những thứ mới. Thay thêm những từ mới là sao ạ? Đọc như thế nào vậy? Đọc cái gì em? Hủng Chim Bào, em thấy chị ở Hủng Chim Bào hả? Ngày nào cũng đi ra đó ăn cơm, mua đồ, đi chợ mà. Nhà chị ở trước cái đường chợ thôi à. Ha. Nhà chị sát chợ mà. Đi bước xuống là mấy bước là tới rồi. Xin liang tờ nữ nhân. Xin liang. Liang, li xin liang, xin liang. Sàn liang thì có. Sàn liang tờ nữ nhân là phụ nữ rất là lương thiện. Sàn liang tờ nữ nhân. Giờ 2V6 chị à. 2V6 là sao? Quy định công ty là 2,6 hả? Giờ 2,6 hả? 2,7,400. Chỉ anh giúp việc 2,000 à. Vậy hả? 2,7 giờ lên rồi đó. Hồi trước có 2,4 à. Giờ lên 2,7 là lên rồi đó. Lên rồi đó. Nghe nói là lên rồi. Hồi trước mà mình đi ra ngoài tạ côn chừng 150, giờ lên 170 rồi. Các em ở Đài Loan như con trai Vân nó đi tạ côn nè, giờ lên 170 rồi. Hồi trước Vân đi cắt cải á, hồi mà mười mấy năm về trước á, cái là thời Vân mới qua nó đã 100 rồi. 8 năm sau nó vẫn còn 100. Và bây giờ các bạn Vân mướn người làm đã 200-250 rồi. Nó lên rồi, nó không có như ngày trước. Ngày trước là tiền lương khoảng chừng 2,3-2,4. Giờ lên 2,7 là nó lên rồi. Lên rồi. Đăng ký học từ đầu, cho em đăng ký học từ đầu, em cứ vào đăng ký đi. Em cứ vào coi em muốn học YouTube hay là bên fanpage cùng cái chữ này đều có bài cho em học hết ha. Nếu chung là mà em muốn học từ bài đầu đi lên á, nói thật nha, nếu mà các bạn nào mà muốn học với Vân á, mà muốn xem trực tiếp á, mà từ lớp 1 á, dễ lắm. Các bạn chỉ cần coi cái bạn chữ cái á, cái bạn chữ cái nhớ phải viết mỗi ngày. Theo Vân á, Vân đưa ra 3 tháng. Các bạn thường hỏi là các bạn chữ cái này nó bao gồm vần ghép luôn nha. Vần 37 chữ cái và vần ghép luôn. Và nó, hồi đó là Vân nói là khoảng chừng 3 tháng mọi người sẽ thuộc. Nhưng mà thường thường có 2 tháng là thuộc, 1 tháng thuộc đều có hết. Bạn chữ cái phải học mỗi ngày. Rồi bạn kèm với cái bản trực tiếp mỗi ngày cùng Vân. Như vậy cũng được nữa. Khỏi cần học từ dưới học lên. Bạn kèm với cái bản trực tiếp cũng được nữa. Nhưng mà nó hơi khó tí xíu, tại vì sao? Cái nội dung của lớp 1 kỳ 2 á, cái chữ của nó nhiều lắm. Chữ của nó nhiều. Và nó, thôi học từ dưới học lên đi. Tại vì nó có nhiều cái quy tắc, bởi vì mình bỏ ngang cũng không được. Tuy là cái phần viết chữ Vân có thể rèn luyện cho các bạn viết được, nhưng mà cái nội dung của nó từ dưới đi lên á, nó nhiều, có nhiều cái cấu trúc rất là hay. Trong một bài văn nó đều ngoài nha. Ví dụ như Vân nói về cái bài văn này đi. Hiện tại cái bài số 5 này đi, con lấy cái bài số 5 làm mẫu. Ví dụ bài 5, số 5 mà. Cái nội dung của bài văn là như thế này, bao nhiêu trang? Ví dụ 1, 2, 3, 4 trang, 3 trang. 3 trang như thế này. 3 trang là khoảng chừng viết một ngày là xong, một buổi học là xong. Xong rồi ngày mai sẽ mở rộng vốn từ cho từ vựng của nó. Từ vựng của nó sẽ đổi qua cuốn sách như thế này. Chả bình, ỉ bình như thế này.
thì cái từ vựng mỗi một đêm sẽ viết hết số lượng từ vựng đó và tạo thêm, đặt câu tạo thêm từ vựng ra. Xong cái phần này, xong rồi sẽ điền từ vựng thích hợp vào trong sĩ chuột. Tại vì sách giáo khoa của Đài Loan là sách của Đài Loan là bộ một bộ sách lớp 1, lớp 2 thì tất cả đều là 4 cuốn hết. Sách giáo khoa gọi là của gì? Còn bài tập á thì gọi là sĩ chuột. Sĩ chuột mà từ vựng viết xong rồi á, viết xong cái phần từ vựng rồi thì nhất định sẽ điền từ thích hợp vào ổ trống. Điền từ thích hợp là những cái từ vựng mà chúng ta viết lúc nãy đó, cái bài từ vựng ví dụ như là mười mấy từ đó. Học xong rồi là phải điền vào đây. Ví dụ đây, đây người ta để trống. Những cái từ vựng mà chúng ta học xong là chúng ta phải điền vào đây để hoàn thành một bài văn, rồi viết nó ra ha. Sau đó làm gì? Sau đó quay qua chả bình, ỉ bình đều có bài văn hết. Ví dụ học tới cái phần này, sách giáo khoa, sách giáo khoa, ví dụ như cái từ đó với cái từ đó nó giống nhau ở chỗ nào, người ta bắt chúng ta phân biệt. Nhiều chỗ giống nhau chúng ta dễ nhìn lầm lắm mà. Phân biệt rồi tạo ra, tạo câu ra, đặt câu ra. Rồi gì nữa? Cái chữ Hán đa âm. Hay, chữ Hán đa âm. Chữ này tới hai cách đọc thì học trong sách mới biết được, chứ học vẹt không có. Học trong sách chữ này hai cách đọc, người ta nêu ra và người ta tạo câu, đặt câu ra, chúng ta cũng viết ra. Chúng ta làm mỗi ngày. Phải học từ đầu bài đi, tại vì bỏ uổng lắm. Tại sao? Mỗi một bài văn nó đều có cái hay của nó, nó đều có cái cấu trúc của nó và đều có cái cách dạy của nó hết. Cho nên chúng ta phải học từ đầu bài đi lên, tại vì bỏ rất là uổng. Có nhiều cái á, nó trong lớp 1 mà cái bài dưới, mấy bài dưới cùng đều có dạy hết rồi á. Bài nào cũng học hết, đã học rồi học từ đầu bài đi lên cũng được nữa. Học từ đầu bài đi lên, tại vì Vân cũng dạy từ đầu bài đi lên mới tới ngày hôm nay mà. Hay, cho nên là bạn muốn vào lớp 1 của YouTube hay là Facebook gì đều được hết nha. Nhưng mà muốn học ở dưới là phải kéo xuống dưới, chịu khó kéo xuống dưới. Ở bên Facebook thì càng kéo càng lên cao ha. Còn bên YouTube thì càng kéo càng xuống thấp. Ừ, bài đầu tiên nó nằm trên đầu mà, rồi về sau học là cũng phải đẩy xuống dưới mà học mà thôi. Này, cũng như vậy đó. Dầu sư dê bảo hiểm mà. Sư dê bảo hiểm. Lão bảo. Lão bảo có sư dê bảo hiểm à? 保险，他的名字叫事业保险了。啊？劳工保险。劳工保险，嗯，劳工保险。现在工资啊，两万七。哦，现在底薪是两万七四百啊。嗯。đúng rồi, anh xã nói đúng rồi, 27400. Muốn học từ đầu thì vào à, ý là người phụ nữ lạnh lùng hả? Lạnh mua tờ nì rấn. Lạnh mua tờ. Nữ nhân, người phụ nữ lạnh lùng. Lạnh mô tờ nữ nhân. Ừ, phản quang y. À, phản quang y. Phản quang y. Bị nghiêng, bị méo. Xie xie tờ. Xie đeo là xie xie tờ, quan quan tờ. Xie xie tờ, quan quan tờ. Em cũng mua trên mạng có hả? Nghe Vân nói chuyện rất là thích nghe. Cảm ơn em, cảm ơn nha. Cảm ơn chị nhiều. Bây giờ Việt Nam có cũng có bán 4 bộ sách, có 3-4 bộ sách luôn á. Việt Nam cũng vậy hả? Vân có nghe nói. Nghe nói là giờ Việt Nam cũng làm 3-4 bộ chứ không có một bộ như ngày xưa nữa. Chị thấy comment của em rồi. Bị nghiêng, bị méo thì em nói xỉa xỉa tờ, quan quan tờ. Xỉa xỉa tờ, quan quan tờ. Quan quan theo công công, nghiêng nghiêng méo méo rồi cũng được hết. Xỉa xỉa tờ cũng được. Đau lưng, giao xoan bay thông. Ừ. Giao là cái eo của mình, xoan là nó kiểu như nó mỏi mà, nó nhức mà. Mỏi, giao xoan, bay thông là đau lưng nhức mỏi đó. Đó. Em muốn học từ đầu thì vào YouTube hoặc vào Facebook nha. Facebook cùng cái tên này luôn. Facebook em gõ cái này lên trên Facebook là được rồi. Gõ này lên Facebook nè. Chị ghim lên đây nè. YouTube thì vào Hồng Vân Family. Đó, chị gõ chị đó lên đó nha. YouTube thì vào Hồng Vân Family Cuộc Sống Ở Đài ha. Vào Hồng Vân Family Cuộc Sống Ở Đài. Sách học từ đầu phải không? Sách học từ đầu, sách này là sách kỳ. Học từ đầu thì phải đi mua cuốn từ đầu. Mà không mua cũng được, mua không có cũng được nữa. Viết ra là có bài. Còn cái này là kỳ 2. Xia là kỳ 2 rồi. Xia này là kỳ 2 rồi ha. Ừ.
Cô ơi, em sang đây hơn một năm rồi còn không biết được cái gì luôn á. Vậy thì cùng học thôi. À, vào đây cùng học nha. Con muốn học lớp 1 đi lên thì vào Facebook hay là vào YouTube đều học được nha. Trung thực gọi là shiwu zhong zhong du. Shiwu zhong du là trung thực. Có cái công ty đó đó, Bảo Lĩnh đó, Bảo Lâm đó, công ty đồ ăn chay của người Malaysia hay gì đó. Mà không may cái em Việt Nam đó là chỉ đi phụ người ta giúp, kiểu như là cái người đó, người bạn đó nghĩ hình như là em đã thay người, thay cái em đó thôi. Em chỉ đi thay cái em đó thôi đó. Mà ngay cái ngày đó em mới bị bởi khổ đời không. Chỉ đi giúp một người bạn của mình thôi mà ngay cái ngày đó em mới trúng như vậy. Rồi bây giờ biết bao nhiêu người bị như thế này nữa. Ai không biết sự việc nó sẽ ra sao luôn á. Thời sự mấy bữa nay toàn báo cái chuyện đó không à. Vân về bên nghe xong mình hỏi anh xã, ủa có người Việt Nam hả? Và anh nói là nó chỉ là đi thay cho người ta mà không may ngay cái ngày đó luôn. Nó đi thay cho người ta thôi, đi làm thay cho người ta đó. Ừ. Hả? Chỉ cách đọc dịch tiếng Việt ra thành chữ gì hai vần ư và ư. Cái từ ư, ư, ư thường đọc như chữ cái uy tín nhưng mà nó đứng hàng sau nha, đứng sau người ta. Còn mà nó đứng một mình nó thường sẽ đọc y, y, nó hai cách đọc. Nó đọc đằng sau nó nhiều y, chu, nà lì, chu, là có nó đó. Còn chi yu, chi yu, ăn cá. Ừ. Hảo, YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài nha Tiểu Minh. Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Ê, 我自我介绍一下. Ê, 我来自我介绍一下. Tôi lại tự giới thiệu bản thân một chút. Ừ. Hảo, làm việc tầng trên cùng. Mình làm việc tầng trên cùng. 我坐在 最顶端的那一层. Ê, 我在最顶端的那一层工作. Ê. Hảo, 食物中毒. Con học hôm nay mai lại quên. Cứ học hoài, nó không quên. Học hôm nay mai lại quên, đó là chuyện thường. Vì Vân cũng đã từng như thế. Học hôm nay mai lại quên, đó là chuyện rất là thường. Vân từng bị như thế. Học nữa sẽ không bị ha. Học nhiều vào. Trào ngược dạ dày. Quay sử tao ni liễu. Quay sử tao ni liễu là trào ngược thực phẩm dạ dày. Quay sử tao ni liễu. Còn mà trào ngược lên nhưng mà toàn là chất axit chua thì gọi là quay xoan ni liễu. Quay xoan ni liễu. Tôi muốn mua thuốc canxi thường nói là 我要买钙片. 我要买钙片. Ừ. 我要买补钙的. 我要买补钙的. Ừ. Học hôm nay mai quên đó là chuyện bình thường luôn á. Ở đó Vân cũng vậy nữa. Nhưng mà Vân cố gắng, ngày hôm nay mới có ngồi ở đây nè. Cố gắng dữ lắm luôn á. Phải cố gắng rất là nhiều luôn. Qua đài 20 năm rồi mà tới ngày nay mới có ngồi ở đây nè. Cho nên cố lên. Cố lên, Vân làm được, mọi người cũng sẽ làm được mà. Ha, cố lên. Thuốc tẩy dung, qu chủng dao. Qu chủng dao. Chị xin chào, đọc là ni hào. Ni hào. Ni hào, đọc chữ hờ. Ni hào. Ừ. Em mua mở sách, nói chữ phiên âm đọc hết. Mỗi tội không nhớ. Được, học hết không nhớ, viết ra là nhớ. Vừa viết vừa đọc là nhớ em nha. Cố lên. Khở gì? Khở nẫn. Khở gì với khở nẫn nó khác nhau. Tha khở nẫn hãy mấy sổ bà. Anh ấy có lẽ là chưa đi đâu. Khở nẫn bà. Có lẽ như thế đó. Ờ. Khở gì là được. Khở gì mà, được không? Khở bút khở gì mà, được hay không được. Khở gì là được mà. Nhi khở gì cần cao su của mà. Anh có thể nói với tôi không? Nì khở gì cao su của mà. Không thể không nói. Nì khở nẫn cao su của mà. Ê, nì khở nẫn hay cao su của mà. Có nghĩa là anh có khi nào mà anh nói với tôi không? Ê, có lẽ nào mà anh sẽ nói với tôi không? Nó khác nhau nha. Tôi cảm thấy có lỗi. Ờ, cảm tao. Ờ, tôi bị chỉ nì. Ví dụ như tôi cảm thấy tôi có lỗi với anh lắm. Ờ, cảm tao. Tôi bị chỉ nì. Ờ, cảm tao, tôi có tội. 我感到自己有罪，感到
对不起你，你猜哈？tôi muốn mua collagen nước, nó gọi là gì? Collagen, collagen, nó gọi trong tiếng Anh gọi là gì? Tôi quên rồi. Collagen, nó gọi là gì? Collagen, cái giống à? Cái giống gì? Tôi quên rồi, tôi quên rồi, tôi quên rồi. Nữ sinh yêu hơn thì nó dạng dễ mày rụng, nó gọi là collagen tan bài, nó gọi là collagen tan bài mà, đúng rồi. 可是有水性，有水的那种嘛，胶原蛋白。有一种是粉的嘛，他说问有没有水的胶原蛋白，倒出来就直接喝的那种。啊，那你问人家的时候，你说有水的胶原蛋白吗？是吗？哦，液体状的胶原蛋白吗？哎，有卖液体状的胶原蛋白吗？嗯，好。học lâu rồi vẫn nghe không hiểu, cố gắng học nữa. Ê, đâu học đổi qua học thử cô Vân xem. Ê, sếp nay tăng ca mấy giờ? Lão bản jin tian jia ban dao ji dian? Ê, lão bản. Ai, jin tian jia ban jia dao ji dian? Lão bản, jin tian jia ban jia dao ji dian?哈，rồi khuya rồi mọi người đi ngủ đi. 你啦，台湾在台，你老公在台湾，对呀、啊，他在台湾呢、啊。anh ấy là người Đài Loan mà. Hảo, chúc mọi người ngủ ngon nha. Ông là trước ông là thầy giáo á, là trước ông làm thầy giáo mà ông lương ít quá, ông chơi lương ít xong bắt đầu ông thi lên tiếp, ông thi lên tiếp cái ông làm công an, chưa trước ông làm thầy giáo. Hai.Chúc mọi người ngủ ngon nha. Mai học tiếp. Khuya rồi, mọi người đi ngủ đi. Gần 12 giờ rồi. À, rồi, ngủ sớm đi. Muốn học tiếp thì mai vào học. Ok, hoàn an lơ. Hoàn an. Hả? Băng băng tờ. Sao mà? Yến liang, piao liang hò. Băng băng tờ. Yến liang, piao liang hò. Ồ.Dễ dàng đó. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon nha.